Xin chào tất cả các bạn, mình là Quang, mình chuyên chia sẻ những kiến thức về kinh doanh khởi nghiệp và xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động trên internet. Và trong cái video hôm nay mình chia sẻ với các bạn này một cái chủ đề nó cực kỳ chi tiết đấy nhá hướng dẫn thiết kế website mã giảm giá nhá mà các bạn không cần biết được trình đó và ở cái video này sẽ hướng dẫn các bạn này chi tiết từng bước từ A đến Z đó. Thì uh, video này sẽ phục vụ cho những cái bạn nào mà muốn kiếm tiền với lại uh, tiếp thị liên kết uh, affiliate marketing đó để bạn có thể xây dựng được một cái website mã giảm giá và cập nhật mã giá một cách tự động mà các bạn không cần biết lập trình nhá ok rất là tuyệt vời đúng không đó à thì để thiết kế và xây dựng một cái website như này thì chúng ta cần những cái gì thì mình sẽ đi qua hai cái bước thôi đó các bước triển khai này hai cái bước rất là đơn giản để các bạn hoàn toàn có thể theo dõi và học tập được đó à, bước đầu tiên ấy là chúng ta cần phải đưa cái website của ta lên trên internet đó thì bạn sẽ cần phải mua hosting này tên biển đó, và mình sẽ hướng dẫn các bạn này chi tiết làm sao các bạn đưa cái sản của bạn lên trên internet đó khi bạn đã có một cái trang web cơ bản rồi thì bây giờ chúng ta đến hai tiến hành chúng ta xây dựng đó thì mình sẽ ở bước hai mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chúng ta cài sử dụng những theme gì những cái plugin gì và chúng ta sẽ tiến hành xây dựng website đó. rất đơn giản thôi và phần tiếp theo ở đây đó thì mình sẽ này uh, sâu các bạn này à sau khi học xong cái video này học xong cái khoa học này thì bạn sẽ làm được cái website nó sẽ như thế nào đó ok chúng ta cùng nhau khám phá nhé và đây sẽ là cái trang web mà các bạn à, khi làm xong các bạn sẽ làm được trang web tương tự như này đó mình đây là mình dựng một cái trang web demo nhé rất là nhanh chóng thôi chỉ trong 30 phút mình đã dựng một trang web này và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này đó chi tiết từng cái bước một để chúng ta có thể triển khai à, thì à, cái trang web này nó cập nhật mã giả lá tự động đấy nó sẽ giúp chúng ta là à, kiếm tiền từ thiết bị liên kết đó nếu các bạn nào chưa biết về thiết bị liên kết là thiết bị liên kết là à các bạn đơn giản là các bạn đi giới thiệu sản phẩm dịch vụ của người khác và các bạn sẽ nhận được uh, hoa hồng đó rất đơn giản thôi nhưng mà uh, tất cả nó xảy ra ở trên internet đó thì uh, đây mình sẽ đi sâu qua này uh, những cái phần của trang web này đó thì uh, trang web đầu tiên nó sẽ có phần uh, đầu này nó nó sẽ gồm có uh, logo này um, phần menu này nó sẽ có phần chứa các phần mã giảm giá này có phần tin khuyến mại này dưới là nó sẽ có những cái nhà cung cấp đó và phần dưới là nó sẽ có phần là uh, tự cập nhật những cái mã đó mã giảm giá cho cho người dùng nó hoàn toàn tự nhập một cách tự động nhé có thể có những mã giá của shopee của tiki của lazada của png của new shop của rất nhiều những cái địa chỉ ở đây rất rất nhiều những cái địa chỉ ở đây đó. À, và xuống cuối cùng thì à xuống dưới thì nó sẽ có phần những cái phần hướng dẫn này ví dụ như là chúng ta sẽ xây dựng những nội dung hướng dẫn ví dụ như là à, xây dựng những gói của tiki now này đó hướng dẫn cách hủy đơn này cách mua trả góp trên tiki này đó À, cuối cùng là sẽ có phần chân trang giới thiệu cái trang web của chúng ta này, có phần à, những cái mã giảm giá này, hướng dẫn này, à, kinh nghiệm này, đó những cái bài viết này, đó. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn này một cái trang web này đó. Thì cái trang web này nó sẽ kiếm tiền như thế nào, đúng không đó? À, nếu các bạn đã biết về tiếp thị liên kết là à, à, khi bạn giới thiệu sản phẩm dịch vụ của người khác thông qua một cái đường link thì bạn sẽ nhận được hoa hồng đó. Thì cái trang web này nó sẽ chuyên sâu về kiếm tiền với tiếp thị liên kết với asset trade. À, đây mình sẽ lấy ngay ví dụ này nó khi người dùng nhé khách hàng người ta có nhu cầu mua sắm sản phẩm dịch vụ gì đấy chẳng hạn này người ta muốn lấy cái mã giảm giá của shopee chẳng hạn này ví dụ là đây là một cái mã giảm giá là giảm 25.000 cho đơn hàng này đó và thời gian còn lại là 19 giờ này đó. người dùng sẽ kích ở phần lấy code này nó mã giảm giá này sẽ giảm giá tối đa 25.000 cho đơn hàng hợp lệ từ 99.000 trên ứng dụng shopee đó hạn sử dụng này những đơn trên 99.000 thì sẽ được giảm 25.000, rất tuyệt vời đúng không? Thì khi người dùng kích cái, cái phần sao chép thì nó sẽ nhảy sang cái uh, trang web của Shopee. Đây, ok, đó, nhảy sang trang web của Shopee. Đó và uh, đây nó sẽ có phần đó như là phần riêng riêng cái phần đường link thiết thị của bạn nhé. Đó chỉ riêng cái đường link tiếp thị của bạn thôi, có thôi Và khi người dùng mua bất kỳ cái sản phẩm dịch vụ gì ở trên Shopee này thì uh, uh, người dùng sẽ à thì thì chúng ta sẽ nhận được khoản hoa hồng nó tùy theo chính sách đó. các sàn khác cũng tương tự như thế ví dụ như là ở đây phần trên này nó sẽ có phần giảm giá chuyên ví dụ là giảm giá của Lazada này đó đó đây ví dụ như là giảm giá tháng 10 này à, thì giảm giá Lazada thì nó sẽ loát những cái cái mã giảm giá ở đây đó đây nó có một cái post up này để có thể điều hướng người dùng chúng ta chúng ta có thể tập hợp những cái người truy cập của website chúng ta Vào một cái group đó và À, có bất kỳ những thông tin giảm giá gì thì bạn có thể người gửi cho người dùng đó. Ok, ví dụ như đây Lazada này, đó. À, code này free ship giảm 30.000 cho đơn từ 100.000 đó. Người dùng sao xếp và đây nó sẽ nhảy sang nó sử dụng link astray nó sẽ nhảy sang uh, sang trang mua sắm của Lazada và khi uh, khi người dùng mua bất kỳ những cái sản phẩm dịch vụ gì. Đó, bất kỳ sản phẩm dịch vụ gì ở trên Lazada này đó thì chúng ta sẽ được hoa hồng và người dùng sẽ sẽ, sẽ, sẽ được cái mã giảm giá này nhá và trong cái 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 video này mình sẽ hướng dẫn bạn nhé các bạn làm những cái mã giảm giá này cập nhật một cách hoàn toàn là tự động đó chắc là các bạn đã xem rất nhiều những video về mã giảm giá nhưng mà một số cái một số cái chức năng của số login đấy mã giảm giá thì nó sẽ không cập nhật tự động được đó, đây mình sẽ hướng dẫn bạn này chúng ta cập nhật hoàn toàn tự động hoàn toàn tự động và uh, rất là chuyên nghiệp đúng không rất là chuyên nghiệp này đó có một cái chức năng nữa là ví dụ như này, chúng ta có thể sang phần mã giảm giá của Tiki này, chẳng hạn này, đó, Đấy, nó có một cái chức năng nhé, đó chính là à, à nhập cái liên kết sản phẩm cầm tìm này, đó, ví dụ như là người dùng muốn uh, muốn mua một sản phẩm, muốn mua một sản phẩm, ví dụ như là uh, người dùng muốn mua một sản phẩm, chẳng hạn này, ví dụ mình sẽ xem đây nhé, người dùng muốn mua một cái uh, cái cái cam camera này chẳng hạn này, cái, 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 cái hero này, thì người dùng copy cái đường link này nhé và quay trở lại cái trang web của chúng ta đó, người dùng page uh, phần này người dùng bật tìm, tìm này đó thì trang web nó sẽ tự động nó sẽ tìm ra những cái mã giảm giá nó mà có thể sử dụng được cho các sản phẩm này đó ví dụ như đây này đó những cái mã giảm giá sử dụng được giảm 30.000 này giảm 20.000 này mươi à, giảm 25 20 phần trăm này giảm 20 phần trăm khi mua trên link này đó đấy giảm 20 phần trăm này rất nhiều những cái mã ở đây thì nó sẽ tự động nhá, nó sẽ tự động hoặc là ví dụ như trên shopee, trên à shopee chẳng hạn này, bạn mua một cái sản phẩm gì thì bạn có thể uh, lấy cái đường link của sản phẩm đó, ví dụ mình sẽ xem về cái phần nước tẩy trang này chẳng hạn này, ok, mình xem đây, có thể copy và quay trở lại trang web của chúng ta, đó. người dùng có thể lọc được, ví dụ người dùng vào phần mã uh, giảm giá shopee, đó. ví dụ, dụ như đây đây hiện tại này shopee nó đang có 15.874 cái mã giảm giá nó có thể sử dụng thì người dùng chỉ cần paste cái đường link của sản phẩm đó người dùng click vào đây này thì bây giờ nó sẽ lọc nha nó sẽ lọc đó nó chỉ còn 10 thôi 10 cái có thể sử dụng được đó ví dụ như này nó giảm giá những sản phẩm này này đó rất tuyệt vời đúng không đó đấy thì cái trang web mà chúng ta xây dựng ra thì chúng ta À, có thể kiếm tiền được từ là affiliate marketing đó và affiliate trên sàn asset trade. Đó, nếu bạn nào chưa biết. Đó. Ok, đấy thì thì đó là là là, là những cái uh, cái demo, đấy cái demo mình sâu các bạn là a sau khi các bạn uh, học xong cái khóa học này, cái video này thì bạn sẽ làm được cái trang web nó nó như thế nào. Đấy, nó rất chuyên nghiệp và đẹp đúng không? Đấy. Đây có các cái uh, nhà cung cấp này. Đó. Đây có, có cái Nguyễn Kim này. New shop này, PNG này, rất nhiều nhà cung cấp ở đây đó. Và ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn này chi tiết từng cái bước một để chúng ta có thể uh, bắt đầu chúng ta xây dựng được một cái trang web như này đó. Uh, thì một phần đấy nha, ở dưới cái video này thì mình sẽ để xem là một cái timeline theo từng cái khung thời gian cụ thể, đó tức là từng cái bước sẽ ở của một cái khung thời gian cụ thể. Thì bạn nào chưa lắm được những phần nào thì bạn có thể xem lại, hoặc là bạn nào có những cái phần nào các bạn đã biết rồi thì bạn có thể À, tời qua à, đến những phần các bạn chưa biết đó à, thì chúng ta đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ đến với bước đầu tiên là chúng ta sẽ cần mua hosting và tên miền đó thì để có một cái trang web này các bạn sẽ phải cần một cái hosting và một cái tên miền ví dụ như cái trang web của mình nhé richardquan.com này nó thì để chạy một cái trang web này bạn cần một cái tên miền ví dụ như tên miền của mình là richardquan.com này đó hay là facebook.com này google.com này youtube.com này shop của bạn.com này mã giảm giá mã giảm giá.com này đấy là cái tên miền đó cái số 2 là chúng ta cần phải có một cái hosting, hosting là cái dùng để lưu trữ những cái nội dung của ta, nó ví dụ là hình ảnh này, bài viết này, đó những cái bài đăng này, đó, thì chúng ta phải cần có một cái hosting để chúng ta lưu trữ để chúng ta chạy, à, tương tự như thế đấy. Còn cái web này là cái web demo nhé, mình tạo cho các bạn nhé, đó, mình tạo cho các bạn. Này. Những cái này là mình cũng phải mua nhá, mình đều phải mua hosting, tên miền mình đều phải mua. Đó, nhưng mà nhưng mà mình xây dựng một cái một cái tên miền demo ở đây. Đó, để à, cho các bạn để thấy cái trang web nó vô cùng chuyên nghiệp và tuyệt đẹp và rất là hiệu quả nhé đó thì phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chúng ta mua hosting tên miền làm sao cho nó chuẩn nhất nhé ok bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo hướng dẫn mua hosting và tên miền và cài đặt đưa website các bạn lên trên internet xin chào tất cả các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chúng ta sẽ mua hosting và tên miền nhé thì chúng ta sẽ mua hosting tại tên miền trong một trong nhà cung cấp nổi tiếng hàng đầu thế giới đó như là ai hosting thì các bạn sẽ truy cập vào đường dẫn với nhà richardquan.com này, phải chéo hosting này, nó để các bạn nhận được những cái mã khuyến mại rất là lớn mà truy cập vào đường dẫn này hoặc là bạn để kích vào phần đường đường link mình để dưới phần video này nhé để chúng ta để đến nhà cung cấp hosting, bạn kích vào sau đó bạn enter thì bạn để truy cập vào được. đó, thì hosting tại hosting này, mua là một trong những nhà cung cấp hosting mà vô cùng là uy tín trên toàn thế giới nhé, mình có cài đặt cái công cụ check cái lượt sử dụng ấy, đó thì các bạn để đấy hơn 1,5 triệu lượt truy cập hàng tháng từ cái cung cấp hosting này đó để các bạn thấy rất là tuyệt vời thì cái này uh, sẽ giúp chúng ta làm những cái website mà có những lượt truy cập rất là lớn hoàn toàn vẫn có thể tải được nhé và giá khi các bạn kích vào đường link ấy, thì các bạn sẽ được giảm đến 72 phần đó bây giờ chúng ta sẽ làm website về WordPress tối ưu nhất thì các bạn sẽ chọn là WordPress hosting ở đây cho mình đó WordPress hosting ok thì uh, ở đây nhá các bạn sẽ có những gói sau Đấy, đầu tiên là gói startup là dành cho những bạn nào mà làm một trang web đó là một trang web này cái dung lượng uh, lưu trữ là 100 GB nó rất là thoải mái tuyệt vời cho các bạn nào làm web bán hàng cũng đăng rất nhiều sản phẩm vẫn hoàn toàn ok đó. tiếp theo là gói driver nó thì à, gói này nó khác một cái là nó sẽ không giới hạn website tức là một cái gói hot tình chúng ta các bạn thể làm được nhiều website đó không giới hạn website và cái cái uh, ổ đĩa cũng không không giới hạn nó cái dung lượng lưu trữ cũng không giới hạn đó rất là tuyệt vời đúng không đó cái số 3 đấy nhà gói turbo turbo boss đó turbo boss thì cái gói này thì uh, thứ nhất là làm không giới hạn website này cái thứ hai là nó cũng không giới hạn uh, dung lượng đó và tiếp theo nó một cái là uh, tốc độ ấy, thì nó x 20 lần nó tốc độ loan hai lần thì đối với bạn nào những làm những website mà có lưu lượng truy cập lớn một độ vài trăm nghìn và truy cập một tháng nhé những cái gói hot này hoàn toàn để tải được cho các bạn đó và cuối cùng là gói uh, turbo đó bạn nào là những cái phiếu bán hàng những cái web về khóa học online chẳng hạn bạn để tham khảo đó. cái gói này turbo Mask. này nó turbo nó không giới hạn website này không giới hạn uh, dung lượng này đó tốc độ x 5 lần và cộng thân 5 x nữa oh. đó rất là tuyệt vời đúng không và tất cả những cái gói hot tỉnh đây các bạn để được hoàn tiền trong vòng 30 ngày nhé các bạn có thể đăng ký sử dụng và trong vòng 30 ngày các bạn cảm thấy là không như đúng chất lượng quảng cáo thì các bạn có thể hủy và các bạn sẽ được hoàn tiền và không cần phải uh, bất kỳ cái uh, thắc mắc gì đấy thì uh, hosting ai uh, hosting, uh, hosting một trong hosting mà mình đánh giá là làm những website mà có lượng, lượng truy cập mà tầm trung nó rất là phù hợp và tuyệt vời và các bạn không cần đổi nhiều hosting các bạn chỉ cần xây dựng thôi đó và khi các bạn vào cái đường dẫn ở mình để dưới phần mô tả ấy, đấy thì các bạn có thể nhận được những bạn khuyến mà lên đến 70 mấy phần trăm này đó giá còn rất là tối ưu và rất là rẻ thôi để chúng ta làm được một cái website thì đây nó sẽ có một số gói nhá thì mình khuyên các bạn là muốn làm nhiều website xác định làm nhiều website thì bạn để tham khảo cái gói drive này Đó, hoặc là các bạn là làm chuyên gia diễn giả muốn làm những web học trực tuyến thì có thể tham khảo gói này Đó, còn bây giờ video này thì mình hướng dẫn một số bạn này bạn nào bắt đầu thì chúng ta có thể sử dụng gói start này nhá lưu ý là các bạn nên mua những cái gói này từ uh, lựa chọn từ ngay ban đầu theo cái nhu cầu của ta để chúng ta được nhận được cái mã khuyến mại nó tối ưu nhất. Nó còn các bạn mua những cái gói rẻ sau đó các bạn nâng cấp lên thì nó sẽ không có mã khuyến mại nữa, đó không được khuyến mại nữa. Nên là các bạn xác định cái nhu cầu của các bạn muốn làm một website, hai website hay là muốn làm nhiều website thì bạn sẽ lựa chọn cái gói phù hợp. đó, Cái gói này là mình thấy là Turbo Boost này là một cái gói rất là phù hợp và hợp lý để các bạn có thể lựa chọn. Đấy rất là phù hợp và hợp lý để các bạn để lựa chọn cái gói này Turbo Boost và chúng ta chọn lựa ngay từ ban đầu nên nên chúng ta khi xây dựng website chúng ta không phải lăn tăn để chúng ta đổi hosting hosting này yếu hosting kia chậm nữa và chúng ta chọn một lần thôi và chúng ta chỉ cần việc tập trung vào việc xây dựng web sau đó là bán hàng kiếm tiền chứ không phải để ý đến việc web quá nhiều đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký để chúng ta sẽ vào phần get startup này đó ví dụ đăng ký qua startup thì là get startup rồi ở đây thì nó sẽ có một vài sự lựa chọn cho các bạn đầu tiên là register new domain tức là bạn sẽ đăng ký một cái tên miền mới đó, tức là bạn nào chưa có tên miền thì có thể mua trực tiếp ở đây cái thứ hai là train your domain tức là chuyển cái tên miền của bạn ấy từ nhà cung cấp khác ví dụ các bạn mua tên miền ở nhà cung cấp khác ví dụ như là hot website 3 miền uh, bạn mua ở nhà cung cấp khác bạn để chuyển đến đây đó cái này thì mình không khuyên các bạn lên chuyển tên miền đến đây nhá không 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 nên đó cái số 3 đấy nhỉ bạn đã có tên miền ở nhà cung cấp khác rồi đó và bạn À, chỉ cần uh, thay đổi cái name server hoặc thay đổi địa chỉ IP thôi. đó thì cách này bạn nào đã có tên miền rồi nhé, bạn, bạn sẽ chọn cái cách này tức là bạn đã có tên miền bạn mua ở nơi khác rồi, có thể mua ở lên silo lên chip đó, thì bạn để uh, chọn cách này và cuối cùng là sử dụng cái sắp domain của hosting. đó thì uh, cái này thì mình khuyên các bạn cũng không nên dùng đó, sử dụng cái này không nên dùng. Đó. và đối với bạn nào ấy, không biết nhiều về kỹ thuật thì bạn sẽ chọn cách số 1 cho mình đó chính là À, các bạn không phải can thiệp về kỹ thuật nữa, các bạn mua tên miền xong là mua hosting, tất cả mọi thứ xong hết cho bạn rồi. Bạn chỉ cần cài đặt website vào thiết kế là tập trung vào bán hàng kiếm tiền tối ưu hóa website thôi. Nó không cần phải để ý nhiều về kỹ thuật thì bạn sẽ chọn cái này. Và bây giờ bạn sẽ chọn cho bạn một cái tên miền nhá. Đó. Thì chúng ta vẫn ưu tiên cái tên miền .com. Ví dụ mình chọn một tên miền đấy nhá. Thời trang ba miền. Đó. Thời trang ba miền.com chẳng hạn. Và mình sẽ check, tức là mình kiểm tra xem là cái cái tên miền này nó còn không ok nếu nó hiện chữ đỏ à chữ chữ xanh như này đó Controlation này chúc mừng bạn cái tên miền này là chưa có người đăng ký tức là tên miền nó là à, cái tên mà ai đăng ký trước thì sẽ được mua trước đó thì bạn sẽ lựa chọn nhé bạn sẽ lựa chọn cái tên miền cho nó phù hợp đó, thì bạn sẽ lựa chọn tên miền phù hợp này sau đó khi thì, thì bạn sẽ lựa chọn cái tên miền cho nó phù hợp này đó và sau đó bạn sẽ vào phần và country để bạn có thể tiếp tục rồi ok tiếp sang đến phần tiếp theo của chúng ta đó Uh, là coupon này đã được uh, mã giảm giá các bạn khi mua qua đường link các bạn đã được giảm giá rồi. Đó. thì đầu tiên là cái đơn vị tiền tệ nhé, thì chúng ta sẽ chọn là USD để chúng ta thanh toán đó. và đây là cái gói hosting ra này, uh, startup web hosting của bạn nào đăng ký gói driver hoặc là gói turbo thì nó sẽ hiện thị ở đây đó. single một website. thường là chúng ta rất ít người sẽ lên mua gói này bởi vì ít người sẽ làm một website lắm đó. mình cũng mua tại ai hosting khá nhiều lần rồi, đó nên là bây giờ mình không không mua nữa nhé. Yeah theo là à, tức là mình đã mua cái gói lớn rồi ấy. nên bây giờ mình mua cái gói startup này để cho các bạn xem thử xem là hướng dẫn các bạn cách mua như thế nào đấy không giới hạn di chuyển này không giới hạn email này đó đấy nó còn tặng cho các bạn cái email tên miền riêng nhé tức là à, cái email ví dụ như là admin a à, còng con chẳng hạn đấy cái email mà mà nó chuyên nghiệp hơn đấy nó gắn với tên miền riêng ấy thì tặng không giới hạn đấy và rất nhiều công cụ này, được tặng cái SSL miễn phí này. Đó, quản trị với lại uh, CPanel, đó rất dễ dùng thôi. Và ở đây đến là cái uh, uh, thanh toán của chúng ta. Đó thì nó sẽ có là 1 tháng này, 12 tháng này, 24 tháng này và 36 tháng tức là 1 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 ba, ba năm đấy. Thì mình khuyên các bạn nhé là nên chúng ta lên mỗi 3 năm để cho nó chi phí tối ưu nhất. Ví dụ ở đây bạn thấy 3 năm chỉ có 107 đô thôi mà 2 năm đã 105 đô rồi. Thì chúng ta lên mua 3 năm nó chia ra thì mỗi năm có có chưa đến một triệu đồng tiền hotting nó cực kỳ là rẻ chưa đến một triệu để bạn chạy một website mà đem về cho bạn những cái đơn hàng doanh thu lợi nhuận ổn định thì đây là mình nói là thực sự là một khoản đầu tư lợi ích vô cùng là lớn đó để các bạn có thể đầu tư đấy ok à, tiếp theo xuống dưới thì nó sẽ hiển thị lên những cái gói của bạn này đây nó sẽ mua thêm một số cái này thì những cái này chúng ta không cần mua thêm nhá không cần phải để ý đó tiếp theo cái này phần này quan trọng này Uh, server location tức là cái địa điểm mà đặt máy chủ ấy, đó thì bạn lên chọn cái địa điểm nào nó gần các bạn nhất để các bạn uh, có thể uh, tốc độ tải ở trong web nó nhanh. đó ví dụ như là bạn cái này thì bạn sẽ xác định bằng cách là khách hàng của bạn ở đâu. ví dụ chúng ta làm website ở tại thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn là Singapore tức là Asia tức là Châu Á đó. ví dụ như là bạn làm những website mà cho người Mỹ, truy cập chẳng hạn thì bạn để chọn là uh, Amsterdam là ở châu Âu này, đó hoặc là ở Mỹ thì có Arizona hoặc là Michigan này, thì bạn để lựa chọn đó. Thì chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta nên chọn là Singapore nhé, tốc độ tải rất là tối ưu và tuyệt vời. Đó. Tiếp theo là uh, địa chỉ IP này, thì ở đây thì uh, địa chỉ IP thì các okay, chúng ta không không cần mua thêm nhé, đó. Ok. Uh, tiếp theo là cái này chúng ta cũng không cần thiết này, cái dưới này chúng ta giữ nguyên này, ok. Rồi, ok và sau khi kiểm tra xong đấy các bạn đã nhận được cái mã khuyến mại này bây giờ chúng ta chỉ còn có 107 đô thôi mà cho một cái website chạy 35 cực kỳ là giá cực kỳ là tối ưu sau đó bạn sẽ vào phần country để bạn có thể tiếp tục và cái a thì là hàng triệu người dùng rồi đó tiếp theo là cái về phần à, à, bảo mật cái tên miền nhé đó tức là cái này là bạn có muốn đấy người khác biết cái tên miền này là của bạn sở hữu hay không đó, thì bạn để tắt hoặc bật tùy các bạn ví dụ như ở đây thì mình cũng không cần thì mình cũng không cần nó còn cần thì nó sẽ là khoảng độ 9 và đô trên một uh, năm nó các bạn sẽ vào country này nó và bây giờ nó sẽ tổng kết lại chúng ta là uh, gói hosting này gói tên miền này giá bây giờ chỉ còn là 122 đô đó 122 đô tức là 123 đô đi đấy chúng ta sẽ vào phần check out các bạn được đảm bảo hoàn tiền nhá được đảm bảo hoàn tiền trong vòng 30 ngày các bạn dùng cảm thấy không ok thì chúng ta vẫn được hoàn tiền lại nó thì bên uh, IOTing thì nó sẽ hoàn tiền cho các bạn trong vòng 5 ngày làm việc đó. nếu từ khi các bạn có yêu cầu các bạn uh, hoàn lại tiền thì trong vòng 5 ngày làm việc trừ thứ bảy chủ nhật đó. các bạn sẽ vào phần check cao này để chúng ta tiến hành thanh toán ok thì bây giờ là đến cái phần đó nhà điền thông tin thanh toán thì điền cái này nó rất là dễ thôi đó tức là cái thông tin thanh toán của bạn ấy các bạn điền như các bạn mua hàng bất kỳ sản phẩm dịch vụ Việt Nam bạn mua ở Lazada, Tiki các bạn điền thông tin đầu tiên là first name tức là cái tên của bạn ở nhưng ở đây các bạn lưu ý cho mình một cái là các bạn sẽ điền không giấu nhá và các bạn điền đúng cho mình giống như trong cái thông tin cá nhân ở trong cái chứng minh thư của các bạn ấy cho nó chuẩn nhất nhé đó thông tin cá nhân first name ví dụ như là bạn tên là gì first name ví dụ mình là Quang thì mình sẽ điền là Quang này nó last name đó là cái gì thì bạn sẽ điền cái last name tức là họ 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 tên đấy ví dụ như mình là Nguyễn Hữu thì mình sẽ điền Nguyễn Hữu vào đây Email address tức là địa chỉ email cái phần này nha các bạn lưu ý cho mình cái địa chỉ email các bạn phải điền thật chính xác cho mình rất nhiều các bạn à, mình không hiểu hiểu sao là mua cứ bị uh, mải mải mong bóng hay sao mà điền, điền sai email ví dụ như bạn thì điền thiếu chữ l bạn thì điền chấm com để thiếu chữ m đấy nên các bạn cần phải điền chính xác nha cái địa chỉ email của các bạn đó và kiểm tra lại một lần phone number tức là cái số điện thoại của các bạn thì bạn điền vào đây. Đó, có một cái là số điện thoại chúng ta thì chúng ta sẽ để cái số là cộng 84 ở trước đầu cái số điện thoại vì đây là một trong những nhà cung cấp mà quốc tế thì uh, ví dụ vùng điện thoại Việt Nam ví dụ của bạn là 0988888888 thì bạn sẽ điền là 84 bỏ số 0 đi đó, bạn sẽ điền là 84 đó 84 xong là 9 8888 hay là số như nào thì bạn sẽ điền ra để số là 84 và là được không name tức là tên của công ty bạn có hay không thì bạn để điền vào đây cái này không không cần thiết Uh, street address tức là địa chỉ của các bạn nhé thì địa chỉ của các bạn đây các bạn lấy chứng minh thử của bạn ra bạn điền giống như ở trong cái chứng minh thư của bạn ví dụ bạn ở xóm bao nhiêu thì bạn sẽ điền xóm vào đấy nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ viết không giấu nhá. đó bạn ở xóm bao nhiêu hoặc là ở phường bao nhiêu ở xã bao nhiêu thì bạn cứ viết ra điền ra nhưng mà phải ưu tiên mình là không giấu cái ở xóm, biết là xóm đó xóm 4 là xong phải xã bao nhiêu xã gì đấy đó, ví dụ đây nó là dấu nhưng mà chúng ta phải viết không dấu đó uh, street address 2 tức là địa chỉ số 2 bạn có thì bạn điền bạn không thì không cần điền nha yeah. city đây city này là cái thành phố của các bạn thành phố của các bạn thì bạn sẽ điền cái thành phố của bạn vào đây nhé nó thành phố bạn điền thành phố vào uh, tiếp theo là phần uh, này là phần uh, uh, tiểu bang đó, tiểu bang thì chúng ta trước khi tiểu bang chúng ta phải chọn quốc gia đã chúng ta chọn việt nam Việt Nam ta thì không có bang bạn sẽ chọn này chữ V này Việt Nam ok state thì bạn sẽ điền là tỉnh của bạn luôn ví dụ như là mình ở Thái Bình thì mình city mình sẽ điền là Thái Bình cái phần state này mình cũng điền là Thái Bình nó và phần postcode tức là cái mã code của cái tỉnh thành của bạn ấy thì bạn sẽ mở google ra bạn search là mã code mã code của Thái Bình chẳng đó Thái Bình thì nó sẽ hiển thị ra ví dụ như là Thái Bình là 41.000 đó 41.000 đấy thì mình sẽ điền cái mã 41.000 này ra các bạn nào ở Nam Định bạn nào ở Hồ Chí Minh bạn nào ở uh, Lào Cai Lạng Sơn Thanh Hóa tần tật đó bạn sớt là bạn ra bạn điền vào đây nó quốc gia Việt Nam VAT number thì cái này là mã số thuế bạn có thể điền hoặc không không cần thiết đó tiếp theo cái phần này chúng ta không cần thiết nhé chúng ta có thể không cần điền tiếp theo là phần uh, uh, register tức là thông tin đăng ký tên miền thì chúng ta sẽ chọn là giống như cái thông tin bên trên chúng ta không cần thiết tiếp theo là những cái phần pass mật khẩu mật khẩu đây thì cái mật khẩu bạn đặt các bạn phải nhớ cho mình nha rất nhiều bạn quên mật khẩu đấy các bạn đặt đặt cái mật khẩu nó gồm có chữ này chữ cái viết hoa này chữ thường này số và ký đặc biệt nó và nó hiện cái xanh xanh như này là đủ độ mạnh này và bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu một lần nữa rồi nó như kiểu là mua hàng ở lazada tiki thôi không có gì khó khăn cả nó nhập vào đây rồi nhập những cái thông tin ở đây này và uh, tiếp theo là đến cái phần đấy nhỉ, câu hỏi bảo mật của các bạn câu hỏi bảo mật thì bạn sẽ chọn ở đây và bạn sẽ chọn một câu hỏi bảo mật nhé câu hỏi bảo mật này nó sẽ chúng ta trong cái trường hợp đấy là quên mật khẩu thì nó sẽ hỏi là à ah, mày khi mua mày đã có một câu hỏi bảo mật ví dụ như uh, một câu hỏi bảo mật và các bạn sẽ nhập cái uh, cái 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 câu hỏi mật ra nhá mình xin lỗi mình không phải có ý mày thì đâu nhưng mình mình đang nói để cho bạn hiểu một cách cơ bản như kiểu lông dân những bác lông dân cũng thể làm web bán lông sản được để cho các bạn hiểu đó. thì các bạn sẽ đặt một câu hỏi mật đó ở đây bạn sẽ lựa chọn ở đây ví dụ như là bạn thân nhất của bạn là ai này bạn sẽ nhập vào đây và bạn cũng cần phải nhớ cái câu hỏi bảo mật này của bạn nhá đó, nhớ câu hỏi mật của bạn để khi các bạn quên thì bạn còn có cái quên mật khẩu thì các bạn nó sẽ hỏi câu hỏi của bạn của bạn đó ok sau đó bạn kéo xuống dưới cho mình là bây giờ đến cái phần thanh toán rồi thanh toán thì chúng ta có một số hình thức thanh toán này ví dụ như là uh, mình ưu tiên cho bạn là chúng ta sẽ thanh toán bằng thẻ visa hoặc là thẻ debit đó card visa mc hoặc là những thẻ gbc gbs cái thẻ này ấy, các bạn hiểu đơn giản này nó giống như cái thẻ các bạn đi rút tiền ở việt nam ấy nhưng mà nó có thêm chức năng là thanh toán ở quốc tế đó chúng ta là bây giờ là những công dân trong thế hệ mới rồi đó việc sở hữu một cái thẻ thanh toán quốc tế là ai cũng phải có sau này chúng ta mua hàng trên amazon mua hàng ở tao bao mua hàng ở trung quốc sử dụng những sản phẩm dịch vụ tuyệt vời trên thế giới thì chúng ta cần một cái thẻ thanh toán ở quốc tế đấy thì các bạn nào chưa có thì các bạn để ra ngân hàng acb các bạn làm cái thẻ nhé đó chỉ 30 phút là có thôi mang về ngay ví dụ như là hai mặt thẻ thanh toán acb ví dụ mình search cho các bạn này đây thì cái thẻ nó sẽ nó, nó sẽ đây nó sẽ như thế này tức là cái này nhé bạn làm ở ngân hàng nào cũng được nhé làm ở ngân hàng nào cũng được nhưng mà các bạn ra ngân hàng các bạn bảo là em ơi làm cho anh hay là chị ơi làm cho em cái thẻ đó, dùng để thanh toán quốc tế hay là thẻ visa đó thẻ quốc tế thì nó sẽ kiểu hiểu như này đó nó sẽ hiểu thì như thế này đấy nó sẽ hiểu kiểu hiểu như này nhưng mà tại sao mình khuyên các bạn ra ACB ra ACB thì làm vèo một cái 30 phút chúng ta có cầm thẻ về luôn nó còn uh, chúng ta làm ở ngân hàng khác thì phải đợi khá là lâu tầm 7 ngày gì đấy các bạn mới có thẻ về sau khi đó làm thẻ xong thì các bạn sẽ làm tiền rồi nhé nó các bạn cứ quy đổi tiền của các bạn ra các bạn nhân ra ví dụ như là đây mình nó là ba tiền đây ok 123 đô đấy thì các bạn cứ quy đổi ra 123 đô này bây giờ mình sẽ quay trở lại mình sẽ hướng dẫn kiểu cực kỳ là chi tiết nhá và dễ hiểu ok bạn sẽ một trong này là đô này tu việt nam đồng này đó thì nó sẽ quy đổi đây của các bạn là bao nhiêu ví dụ như là nó là hai triệu bảy trăm ví dụ hai triệu tám đi hai triệu tám đó thì bạn sẽ lạp vào tầm 3 triệu đi cho nó thoải mái làm một website mà chạy 3 năm là mỗi năm nó chưa đến một triệu đó mà bán hàng các thứ thì đây là một khoản đầu tư vô là tuyệt vời đó, và bạn làm đây. Rồi, và bạn lạp tiền vào nhá, làm xong nạp tiền vào. Hoặc là bạn để chuyển tiền vào cái thẻ đấy cũng được. Rồi. Và bây giờ các bạn sẽ điền cái thông tin thanh toán. Thì ở cái thẻ này nó sẽ có những cái thông tin gì? Đầu tiên là card number, tức là cái mặt trước của thẻ nó sẽ có chữ số ấy. Ví dụ như đây này chẳng hạn, đây này. Cái thẻ này nó sẽ có là 4221 này, 0934 này, 5678 này, 9010 này, thì bạn sẽ điền cái ở đây, ở đây ở phần này đó card number. Tiếp theo là phần ngày hết hạn của thẻ. Thì đây nó sẽ có cái ngày hết hạn. Ví dụ như cái này nó không rõ lắm. Đấy ví dụ như cái này này chẳng hạn này nó sẽ là 12 12 chẳng hạn này. Đó thì nó sẽ là cái ngày hết hạn của thẻ thì bạn sẽ điền cái ngày ví dụ ở đây này tức là 11 21 này tức là tháng 11 năm 2021 này thì bạn sẽ điền cái số đây. Ví dụ là 11 11 21 đó số thẻ đến 4221 bạn điền ra nhé đây mình lấy lấy ví dụ thôi lấy ví dụ cho các bạn thôi đó tiếp theo là phần CVV nha CVV CVV là cái chữ số bảo mật ở đằng sau bây giờ bạn cầm có thể bạn, bạn quay ngược ra đằng sau bạn quay ngược đằng sau thì bạn sẽ thấy được là nó có sẽ chữ số ở từ trái sang phải cuối cùng bên phải là ba chữ số ví dụ đây là 123 này thì bạn sẽ điền là 123 vào đây 1 2 3 ok và ở đây thì cái đó chính là cái tên ở trên thẻ của bạn nó chính là cái tên của bạn đó, thì bạn sẽ viết hoa cho mình đó, ví dụ như là uh, tên trên thẻ của bạn nó ghi là cái gì thì bạn sẽ viết ở đây đó ví dụ mấy cái thẻ này thì nó sẽ không có tên bởi vì đây là cái đây ví dụ như này uh, Trần Hữu Phước này chẳng hạn này đó đấy ví dụ cái này chẳng hạn thì bạn để viết cái tên của bạn ra và bạn viết hoa ví dụ như là của mình ở đây là Nguyễn Hữu Quang chẳng hạn mình sẽ biết là mình Nguyễn Ok. Ok, mình viết tên ra nhé Rồi. Xong sau đó bạn sẽ tích vào phần là tôi đồng ý với những điều khoản dịch vụ của A2 Hosting. Nó sau đó bạn sẽ vào phần complete order. Ví dụ nhá, một số bạn thì không thích thanh toán bằng thẻ, các bạn có PayPal thì bạn để thanh toán bằng PayPal. Nó ví dụ mình thanh toán bằng PayPal chẳng này. Thì mình sẽ vào phần complete order, chọn PayPal và complete order. Thì chúng ta sẽ đợi một chút để cho nó xử lý cho chúng ta. Đó, ví dụ bây giờ nó đã nhảy sang paypal rồi này đó, nó nhảy sang paypal rồi và bây giờ mình sẽ vào phần đồng ý này nó sẽ hiện ra số tiền này và mình sẽ vào phần đồng ý tiếp tục này để uh, có thể thanh toán nhưng mà sau khi thanh toán thành công thì nó sẽ quay trở về cái trang uh, trang quản trị của hosting này đó thì bạn sẽ vào phần service này my service để các bạn có thể uh, kiểm tra được cái dịch vụ của các bạn đó ví dụ như ở đây cái dịch vụ của mình này là gói này đó, nó đã có luôn này gói này gói tinh này đó gói tinh này đang active này hoạt động này ngày đăng ký này đến 2024 mới hết hạn cơ đó ba năm đó domain này các bạn sẽ vào phần my domain này các bạn hiểu nhá cái trang này nó là qua trang cái quản lý cái dịch vụ của bạn đấy các bạn hiểu đơn giản đấy thôi không có gì cả à, cái tên miền này ví dụ mình là thời trang ba miền com này đó, ngày này ngày này đó và ngày đăng ký này 16 tháng 8 2021 này hết hạn này 16 tháng 8 2022 này nó Tên miền thì chúng ta sẽ trả theo hàng năm nhé Còn hotting thì chúng ta đóng 35 năm một lần Đó. Chúng ta để kiểm tra cái order của chúng ta Các bạn vào phần new order này Service new order này Kích vào à, Đây là để chúng ta mua nhé Ok Đó. À, phần billing này My invoice tức là cái hóa đơn của chúng ta Nó thì đây nó sẽ có cái hóa đơn của chúng ta ở đây Ví dụ như là đây này đó đã trả này pin là đã trả này ok và bây giờ nhá các bạn mở email của bạn ra các bạn mở email của bạn ra đó mở email của bạn ra thì nó sẽ có một vài cái email đầu tiên là một cái email chào mừng này đó chào mừng của ai này đó, ông ceo cũng gửi luôn đó. chào mừng gọi là chào hỏi các bạn nào thích thì có thể dịch sang tiếng việt để mà đọc nhé xem là mà... đó xin chào tôi là brain người sáng lập của ai này thay mặt này nó xin cảm ơn bạn đã chọn chúng tôi là máy chủ này Đấy, bắt đầu thành lập từ 2003 nó phát triển đáng tin cậy đó thì bạn nào có thể đọc cái này nhé rồi cái số 2 đó chính là cái uh, xác nhận đơn hàng đó xác nhận đơn hàng rồi bạn nó sẽ hiển thị ở đây quan trọng này việc thiết lập uh, thanh toán này chuyển tiền này đó ví dụ mình thanh toán paypal của bạn nào thanh toán bằng uh, thẻ ngân hàng uh, thẻ visa thì uh, Uh, nó sẽ hiển thị một số cái uh, cũng tương tự như này nhưng mà nó hiển thị xem là hình thức thanh toán là bằng uh, thẻ đó, bước đăng nhập này đấy đăng nhập vào trong uh, trong ai hosting này đó, đây là cái thông tin của chúng ta về phần uh, mua đấy, một cái nữa nhá là khi một số bạn ấy mua bằng mua bằng uh, bằng bằng, bằng bằng thẻ thanh toán ấy đó thì i hot tình nó là một công ty rất là uy tín nên là nó sợ các bạn lừa đảo các bạn hiểu không nó sợ các bạn lừa đảo đấy là lấy thẻ của người khác để mua chẳng hạn đấy thì nó sẽ gửi cho một cái các bạn một cái email nó tựa đề là à cái đơn hàng của bạn ấy đang bị tạm giữ do nó phải kiểm tra cái thông tin của các bạn các bạn hiểu không đơn giản các bạn ơi nó như kiểu là người Việt Nam thôi chúng ta mua hàng như kiểu người Việt Nam mà không có gì phải khó khăn cả đó thì các bạn sẽ à, nó sẽ có một cái 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 email gửi là đơn hàng của bạn đang tạm giữ nó yêu cầu các bạn là chụp ảnh chứng minh thư nhân dân đó một số bạn nhá làm cái website ấy, thì làm những cái website à, ví dụ như là cá độ bóng đá này đấy là những website người ta cấm đó làm những website phim khiêu dâm này đấy là những website người ta cấm nên là nó yêu cầu các bạn à, phải à, chụp cái chứng minh thư nhân dân gửi cho nó để nó biết là à đúng lòng này mua rồi đó, bởi vì bên này nó rất là uy tín nó không phải ai nó cũng nhận là khách hàng đâu không phải ai nó mua đâu thì các bạn dịch cái email ấy ra nhé các bạn chuột phải này dịch sang tiếng việt dịch email ấy ra thì nó bảo là yêu cầu cái gì đó thì các bạn sẽ kích cái phần trả lời này này trả lời này đó và các bạn dùng cho mình một công cụ là như là google dịch nhé bây giờ chúng ta giao tiếp tiếng anh không phải khó khăn gì cả không cần phải hướng dẫn viên gì cả chúng ta có thể dùng du google dịch để chúng ta dịch đó các bạn rất là google dịch cho mình rồi đó đấy thì uh, bạn sẽ chuyển là tiếng tiếng Việt này và tiếng Anh này bạn sẽ nhắn là, nó đây là thông tin này, đây là thông tin cá nhân đăng ký hosting của tôi, đó, của tôi, đấy thì uh, uh, bạn cứ nhắn thế này thôi, đầu tiên là chứng minh thư thì nó sẽ gọi là cái ID, ID, đó ID này thì bạn sẽ, sẽ 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 chụp cái chứng minh thư của bạn ấy bạn lấy điện thoại bạn chụp xong bạn đính kèm vào 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 đây để gửi cho nó cái tiếp theo ấy là nó yêu cầu các bạn là phải chụp xem nó xác định xem là à cái thẻ đấy có phải đúng của các bạn không nó thì bạn sẽ là thẻ thanh toán của tôi này thanh toán của tôi rồi đó thẻ thanh toán của tôi và các bạn chỉ cần chụp cho mình cái mặt trước của thẻ đấy nhá chụp cái mặt trước của thẻ các bạn soạn email chắc biết rồi đúng không? soạn email gửi thôi. các bạn hiểu đơn giản này, nó như kiểu là người Việt Nam chúng ta nói chuyện thôi, không có gì phải sợ cả, không có gì cần phải ấy cả. nó bây giờ chúng ta giao tiếp toàn cầu thôi, bạn thể dùng google dịch, các bạn để giao tiếp toàn cầu, không phải sợ cái gì cả. đó và, và bạn sẽ, 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 đây là thẻ, bạn bạn chụp cái mặt trước của thẻ các bạn nhá. bạn che đi vài số cũng được, bạn lấy cái tay của bạn đấy, bạn che đi vài cái số để mà à, nó không lộ cái thông tin và mình lưu ý các bạn nhé cái thẻ của các bạn này các bạn cần phải giữ thật kỹ đó không ai đó lại lấy được cái thẻ của các bạn mà người ta có thể lấy người ta có thể dùng người ta thanh toán được đấy đó nên là các bạn uh, lưu ý kỹ và bạn che một số 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 đi và bạn để lại là bốn cái chữ số cuối của cái thẻ bạn chụp ảnh xong bạn đính kèm vào đây ví dụ như là bạn, bạn đây ví dụ như là đây đấy zip bây giờ đây là thông tin đăng ký của tôi này ID tức là cái trẻ là cái thứ Minh Thư Nhân dân đấy, bạn chụp hai mặt nhé bạn đính kèm vào đó. Hoặc là đây là thông tin đăng ký của tôi này, gồm uh, thông tin của tôi gồm uh, gồm ID và thẻ thanh toán. Tôi có đính kèm ở dưới rồi đấy thì bạn 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 ấy này, này đó và bạn, bạn copy cái này này cực kỳ dễ đấy bây giờ vô dịch rất rất đấy rồi đây là thông tin cá nhân đăng ký lưu trữ của tôi này gồm id và thẻ thanh toán tôi đính kèm phía dưới này đấy các bạn uh, lấy cái này nha tết lên trên cái này đã để cho nó lỗi, không bị lỗi phông chữ sau đó bạn quay trở lại đây này rồi mình hướng dẫn cực kỳ là chi tiết luôn nha cực kỳ dễ đấy sau đó nó có các phần đính kèm này đính kèm tệp này bạn chọn cái này và bạn tải lên cái ảnh chứng minh thư và cái ảnh chụp thẻ các bạn. bạn tải lên Đấy, bạn tải đi sau đó bạn gửi thôi và đợi uh, trong vòng khoảng độ tầm uh, vài phút nếu mà trong cái giờ làm việc nó của bọn này thì bọn nó sẽ thanh toán cho đấy rất là nhanh thôi và nó sẽ xác nhận thông tin ví dụ như ở đây mình chẳng hạn đó thì mình thanh toán bằng uh, Paypal nên là rất là nhanh mình đã có uy tín rồi nói chung mình mua rất là nhiều rồi đấy các bạn hiểu đơn giản như vậy đó đó mình nhiều tiền mình mua rất là nhiều nên bọn này mua phát được ngay còn một số bạn là chưa mua bao giờ thì nó nghi vấn là à, ông này hack thông tin của người này kia để mua thì nó lưu ý một cái phần là như vậy thôi đó thì đó, email tiếp theo này là cái email về uh, cảm ơn bạn đã mua hàng này thì nó sẽ hiển thị lên là cái giao dịch của bạn này đó cái uh, giao dịch của bạn này cái tên cái tên miền bạn mua này đó sản phẩm dịch vụ là cái gì đó. tiếp theo là chào mừng bạn đến với a hoa tình đấy cảm ơn bạn đã lựa chọn uh, tên đánh giá cao nhiều của bạn này email này chứa tất cả thông tin tài khoản của bạn này thì đây là một cái email khá là quan trọng nhá nó email này nó sẽ chứa cái uh, tên máy chủ này đó tên máy chủ bảng điều khiển này rồi tại đây này đăng nhập bảng điều khiển để biết thêm thông tin về làm truy cập này do control này đó thông tin Epic. đây nó có rất nhiều cái để các bạn để uh, đây email này các thứ này đến để cái này nó giúp các bạn để đăng nhập vào cái xin panel của chúng ta quản trị hosting ấy, thì nó để đăng nhập bằng cách ở bên kia cũng được đó đây là email chào mừng nó gồm một số email đấy tiếp theo là một cái email là xác nhận đăng ký tên miền đây bạn sẽ kích vào cái email này cho mình đó thì nó sẽ nó sẽ feedback lại cho bạn một lượt đó là bạn mua những cái gì gói gì đó. đó ví dụ đăng ký tên miền này quản lý tên miền này bảo mật tên miền này đó, ví dụ mình đăng ký tên miền đấy nhà thời trang ba miền com đấy là một cái tên miền mình đăng ký rồi tiếp theo là một cái email rất là quan trọng để các bạn xác nhận cái tên miền của bạn ở cái phần này nhá các bạn lưu ý là cực kỳ lưu ý cho mình là điền đúng cái email cho mình đó, một số các bạn điền sai email này rất là mệt đó thì điền thông tin này đấy và cái email này chúng ta vẫn để sang tiếng uh, tiếng anh đi Được không? thì nó có một cái phần đó nhà bạn phải kích vào cái đường link ở trong cái, uh, cái Cái email này để chúng ta xác thực cái tên miền đó bạn kích vào đây không là bạn không xác thực là cái tên miền chúng ta nó sẽ bị khóa trong vòng 15 ngày nha sau 15 ngày sử dụng nó bị khóa đấy ví dụ như này chúc mừng bạn rồi chúc mừng bạn bạn đã xác minh thành công địa chỉ email của người đăng ký cho tên miền sau đấy ví dụ mình đăng ký thời gian mình com là đã xác minh ok xong cực kỳ là là, là 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 đơn giản đấy thôi đấy và đấy là những cái thông tin của chúng ta rồi còn các bạn là không nhận email nhé, các bạn để để ý cái hòm thư quảng cáo này hoặc là thư spam nó có thể nó nhảy về trong đấy. Đó, nó có thể nó nhảy về trong đấy. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái ai hosting của chúng ta. Đó, quay trở lại i hosting này. Thì đây này, đây là cái quay là cái chủ ta của chúng ta này, đó. thì các bạn sẽ vào cho mình nó chính là phần service này, my service Bạn click vào đây. Tức là dịch vụ của tôi ấy, đó. Và các bạn sẽ vào phần uh... Manager tức là quản lý kích vào đây tức là vào phần quản lý này nó thì nó sẽ hiển thị lên các thứ của các bạn ở đây website này đó. các bạn uh, kéo dưới nhé các bạn uh, đây đây nó có phần bên bên tay trái ấy. nó phần là login to cpanel tức là đây là đăng nhập vào trong cái trang quản trị cpanel tức là trang quản trị hosting của chúng ta kích vào đây rồi nhé bây giờ nó đã sang cái trang của chúng ta rồi đó bây giờ bạn để kích thử vào cái tên biển của các bạn này thì bây giờ tên miền nó vẫn đang trắng trơn đó đấy nó đã nó đã cài sẵn rồi đó đây nó tuyệt vời một cái nào mua cái gói WordPress ấy, nó cài sẵn WordPress cho chúng ta rồi đó cài sẵn luôn rất tuyệt vời không cần phải uh, thao tác nhiều cực kỳ là hay đây nó cài sẵn cái website này bây giờ chúng ta có website luôn này nó có một website cơ bản này đấy. phần này thì nó sẽ là, 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 đây cái phần này chưa bật cái LL lên nhé đó ok rồi đấy là cài sẵn rồi này. thì bây giờ nhé mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta nên cài lại nó cài lại nó thì để cài lại các bạn sẽ kéo cho mình xuống dưới này đấy quản trị trong này nó cũng rất là dễ thôi các bạn kéo cho mình xuống dưới này các bạn tìm đến cho mình một phần nó chính là phần à, uh, phần WordPress đây nó có phần à, uh, WordPress AI Hosting Optimize này đó. bạn kích vào đây rồi bạn kích vào đây rồi này đó sau đó bạn bạn kéo dưới này thì nó đã có cái nó đã có cái website chúng ta ở đây rồi này đó nó đã cài đặt sẵn cho chúng ta rồi nó đã cài đặt sẵn cho chúng ta rồi thì chúng ta hoàn toàn để xóa đi cài lại cũng được hoặc là bạn nào để dùng cũng được ví dụ như mình mình thích mình xóa đi cài lại cơ. mình sẽ vào phần uh, remote ở đây này kéo xuống dưới này remote hoặc là bạn nào để dùng cũng được nhé không có vấn đề gì cả ví dụ như mình 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 thích xóa đi mình cài lại cơ đó, các bạn cho thích, rồi ok, uh, return lại này, này, rồi và bây giờ mình sẽ tích ở phần đó chính là install ở đây. và bây giờ nó sẽ hiển thị ra, đó, nó sẽ hiển thị ra cái của mình ở đây. đầu tiên là cái phần uh, vào đây nhá, nó chính là cái uh, tên biển của bạn chọn này, đó. cái phần dưới này của bạn có cái gì thì bạn sẽ xóa đi nhá, indirect này bạn xóa đi, rồi đó à cái tên miền ta nó chưa được cái SSL thì chúng ta sẽ tí chúng ta sẽ cài sau rồi chúng ta kéo dưới này tiếp theo là phần sai name sai name tức là tên của website của bạn đặt dụ mình đặt là thời trang ba miền chẳng hạn này đó và cái description tức là cái mô tả của cái trang web của bạn ấy ví dụ mình là đẹp mọi lúc mọi nơi chẳng hạn này ok tiếp theo là cái phần à, à, thông tin đăng nhập đó thông tin đăng nhập vào cái trang web của bạn ấy thì uh, các bạn sẽ đặt cho mình ví dụ như là bạn đặt tên uh, đăng nhập là cái gì đó bạn đặt tên đăng nhập gì thì bạn đặt nhé ví dụ mình đặt là Richard Quang này rồi tên đăng nhập là Richard Quang mật khẩu là cái gì thì bạn đặt nhé bạn đặt bạn nhớ đi cái mật khẩu của Quang. rồi bạn nhớ cái mật khẩu này uh, admin email tức là địa chỉ email của bạn là gì ví dụ mình đặt là Quang này đấy mình đặt là này rồi nó mình kéo dưới Ngôn ngữ chúng ta chọn tiếng Việt cho nó thân thiện Dễ dùng Đó. Việt Nam Để mình xem nào Chinese English Ok ở đây nếu chưa có cái ngôn ngữ Việt Nam Chúng ta chọn tạo tiếng Anh nhé Để tí chúng ta chọn Việt Nam ở ngoài kia cũng được Xong rồi chúng ta sẽ kích vào phần install này nó và đợi trong một chút để cho nó cài đặt cho chúng ta. OK đấy thì rất là nhanh này. Bây giờ là ừ. cái uh, website ta nó đã 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 OK rồi đó. Bây giờ nha, bạn để truy cập bằng cái đường dẫn này này là sẽ ra cái website của các bạn đó. Đây là thời trang Ba Miền này. Đó, một số trường hợp mà chúng ta cài đặt xong rồi mà nó vẫn hiện như thế này này. Nếu mà nó vẫn hiện như thế này nhá, thì chúng ta sẽ quay trở vào chúng ta bật cái NL lên. Các bạn sẽ kích quay trở vào đây này. Các bạn sẽ vào đây này, đó. Các bạn tìm đến cho mình phần đó chính là Cô tìm kiếm bạn sẽ là SSL SSL nhá Rồi đây nó có phần này à, uh, SSL này Bạn kích vào đây này Rồi thì hiện, thì hiện tại đây các bạn thấy là tất cả cái chúng ta đang màu đỏ đúng không Chúng ta cài, cài cái SSL, chúng ta sẽ tích vào tất cả này Tích tất cả này Và chúng ta sẽ vào phần là uh, Auto Run này Auto Run này Nó bạn đợi để cho nó cài lên đã đấy thì ok này đấy sau khi chúng ta run xong thì bây giờ nó chuyển thành màu xanh như này các bạn thấy không? nó chuyển thành màu xanh rồi này đó màu xanh rồi và bây giờ chúng ta có thể truy cập vào trong cái trang web của chúng ta nhé đấy, bạn, bạn mình thử copy đường dẫn trang web này mình ra một cái tab mới này ai mình paste vào đây enter ok thì bây giờ chúng ta đã có một cái trang web rồi bạn này thấy này đó và bây giờ nó có có cái khóa bảo mật ở đây rồi và bây giờ chúng ta đã có một website ở trên internet rồi đó và có thể truy cập vào đây bạn thấy đấy rất là tuyệt vời đúng không? ok thì sau khi chúng ta đã có website trên internet rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào nhé nhé để đăng nhập vào trong quản trị giá yeah. thì bây giờ cái đường dẫn quản trị chúng ta nó đã thay đổi rồi đó một một số các bạn mua ở nhà cung cấp khác thì nó sẽ là vkp cái ngang admin đúng không nhưng ở đây nó sẽ không không được đấy cái vkp cái ngang admin này bởi vì cái thằng outing nó đã tối ưu hóa ra rồi để nó chống bảo mật chống hack đó thì một số bạn ấy lại quên cái cái đường dẫn tức là bạn đã tắt cái trang đăng ký rồi bạn quên cái đường dẫn bạn không biết là vào bằng cái đường dẫn nào đó. Thì bây giờ nhá các bạn sẽ truy cập lại vào trong cái trang uh, trang này của chúng ta đó vào cái trang này của chúng ta thì cái một số bạn này không biết là cái trang này truy cập ở đâu thì bây giờ mình sẽ log ra cho các bạn xem nhá cái trang này sẽ truy cập ở đâu cái trang này ấy, các bạn sẽ truy cập ở cái trang đó nhá ai hosting.com nhá bạn sẽ truy cập ở trang đó ai hosting.com đây nó vào phần enter đó. Sau đó góc bên trên nó sẽ có phần login. Các bạn nhìn thấy gì? login bạn kích vào đây. Phần login. Và bây giờ nha bạn sẽ nhập cho mình cái email và cái mật khẩu lúc các bạn tạo các bạn mua hàng ấy, đó. Cái email mà các bạn nhận được cái hosting này này, à, những cái thông báo này. Đó, cái email mà bạn sẽ nhận nhận được những cái thông báo này, đó. À, và các bạn để ý một chút nhá. Thì cái đường dẫn chúng ta đăng nhập ấy, chúng ta sẽ có hai cách ok chúng ta sẽ có hai cách cách đầu tiên là bên nó sẽ gửi cho các bạn cái đường dẫn bằng cái email có chữ là uh, sota này đó starclut này đó bạn kích vào đây và nó sẽ có một cái bạn bạn sẽ phải để ý cái thư mới nhất nhá, bởi vì chúng ta vừa mới xóa một cái đi chúng ta cài lại đó thì các bạn để ý cái thư mới nhất này đó, nó sẽ có trong đường dẫn này đó, nó sẽ có cái đường dẫn của chúng ta này đây này đó đường dẫn quản trị ví dụ như đường dẫn quản trị đây của mình nó sẽ là có chữ hỏi chấm kmrz đó kích vào đây đó thì nó sẽ có cái đường dẫn quản trị ở đây đó và bây giờ bạn sẽ nhập cái thông tin mà các bạn đăng ký này các bạn đăng ví dụ mình là Richard Quang lúc mà chúng ta cài là WordPress chúng ta đặt đấy và cái password là cái gì thì bạn sẽ nhập ra và các bạn phải cần phải tích và tôi không phải là người máy ở đây đó và các bạn sẽ vào phần login cái a tình này rất là bảo mật đây và các bạn có thể lưu lại nhé và đây là trong cái trang quản trị của chúng ta đó và để bạn phải lưu lại cái này nhá đây là cái trang đăng nhập của chúng ta là chỉ chúng ta biết thôi đó chỉ chúng ta biết thôi đây là cái trang đăng nhập này đó chỉ chúng ta biết thì các bạn có thể lưu lại một cái trang nào đấy tức là không ai không phải ai cũng thể truy cập vào trang quản trị này được mà chỉ các bạn biết thôi đó và đây là cái giao diện uh, backend của chị chúng ta chúng ta có thể vào cái này bằng cách số 2 nhé mình đang nói ở đây là chúng ta đăng nhập ở trong này thì cái thông tin đăng nhập ở cái này ấy, nó sẽ là cái email và cái pass mà các bạn mua hàng ấy email của mình này đấy email của mình đây này là kiếm tiền cùng quang này và cái pass nó các bạn mua hàng các bạn đặt là gì sau nó bạn sẽ vào phần login rồi và nó đăng nhập vào đây chúng ta có thể lưu lại cái thông tin này đó và đây nó sẽ hiển thị lên những cái sản phẩm dịch vụ của các bạn các bạn hiểu đây là cái trang quản quản lý quản trị của chị chúng ta đó và nó sẽ Uh, hiển thị lên cái sản phẩm dịch vụ của các bạn ở đây đó Rồi thì nó sẽ có service này tức là dịch vụ tức là gói hot ta domain tức là tên biển chúng ta đấy và các bạn thể login trực tiếp vào cái cPanel bằng cách các bạn click ở đây này login cho cPanel cPanel là cái quản trị hosting còn cái ở ngoài này nó sẽ là cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta và nó ở ngoài này nó thông báo các bạn là đến ngày nào thanh toán ngày nào không thanh toán và đây đây chính là chúng ta đã đăng nhập vào trong cái cái cái, cái, cái Cpanel panel này ở đây này nó thì có một cách số 2 để chúng ta thể đăng nhập vào WordPress được là các bạn kéo xuống dưới này con sẽ tìm cái chữ WordPress ở đây này đó, bạn kích vào đây kích vào đây và sau đó mà kéo dưới nó sẽ có cái cái WordPress nó cài đặt này nó có phần admin này chúng ta thể login bằng cách là chúng ta kích vào cái hình thằng người ở đây kích vào thì nó cũng nhảy sang nó sẽ tự login cho chúng ta rồi đó cực kỳ là dễ đúng không và bây giờ nhá mình sẽ đặt lại cái này nó thành tiếng Việt cho nó dễ dùng này thì để đặt lại tiếng Việt chúng ta sẽ vào phần sitting đó renderer sitting renderer rồi các bạn kéo xuống dưới bạn kích ở phần đó nhà language thì chúng ta có thể chọn làm Việt Nam đi bạn kéo dưới này kéo tít xuống dưới chữ V có tiếng Việt rồi à, tham này thời gian thì chúng ta ở Việt Nam chính là múi giờ cộng 7 thì các bạn sẽ chọn múi giờ cộng 7 rồi ngày giờ thì mình có thể để là như thế này định dạng như thế này và sau đó chúng ta sẽ truyền lại rồi ok đấy thì bây giờ là cái của chúng ta nhé nó đã là tiếng việt rồi tất cả mọi thứ đã là tiếng việt rồi bản tin này nó cực kỳ là dễ sử dụng nó và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chúng ta thiết kế từng cái trang web về từng chủ đề ví dụ như là web bán hàng và web bất động sản web học trực tuyến đó, tất cả những web nó mà các bạn có thể muốn các bạn xây dựng trong cái khả năng của chúng ta hoặc là blog bạn kiếm tiền với thiết kế kiếm tiền MMO. ok đấy thì cái video này mình đã hướng dẫn các bạn này cách chúng ta mua hotting tên miền tại A Hosting và chúng ta cài đặt WordPress đó để chúng ta có một cái website vô cùng là chuyên nghiệp và tuyệt đẹp. Sau khi chúng ta đã cài đặt xong WordPress này thì chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ cài đặt tổng quan một số cái và chúng ta sẽ đến với phần chúng ta sẽ cài theme, cài giao diện cho website. Đó thì để phần cài đặt tổng quan thì bạn sẽ vào phần cài đặt này, và chúng ta sửa lại cái tên nhé tổng quan này bạn sửa lại cái tên này ví dụ như là bạn chúng ta làm website gì thì, thì chúng ta sẽ đặt cái tên đó chúng ta sẽ đó vào cái phần slogan đó tổng hợp này tất cả giảm giá đó ví dụ như vậy cái slogan các bạn đặt như thế nào tiếp theo là các bạn chọn ngôn ngữ này ngày giờ này rồi các bạn uh, tiến hành các bạn lưu lại à, một cái phần đó như là cái phần đường dẫn tính ấy, thì các bạn sửa lại cho mình nhé các bạn sẽ vào phần đường dẫn tính này phần đường dẫn tính các bạn sẽ chọn cho mình đó là phần đó là tiêu đề bài viết đó là bài mẫu và chúng ta sẽ tiến hành lưu thay đổi ok và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến bước chúng ta sẽ cài đặt những cái theme và những cái plugin cho cái sản chúng ta thì uh, hiện nay chúng ta đang làm một website về mã giảm giá, ấy. đó thì mình khuyến nghị các bạn này chúng ta nên sử dụng một cái theme rất là tuyệt vời, đó cái theme có tên là uh, uh, Rendered Press đó, thì đây là một trong những cái theme mà uh, các bạn miễn phí nó cũng rất là tuyệt vời nhé, đó à, từ ngày sản xuất thì nó đã có hàng triệu, hàng triệu lượt cài đặt và được đánh giá 5 sao rất là nhiều này, đối với team này đánh giá làm sao rất là nhiều và rất là tuyệt vời, đấy đối với theme Renderate press này đó và à cái team này ấy, nó rất là tuyệt vời nó sẽ giúp chúng ta làm những website về blog này hay là blog viết các bạn viết blog này hoặc các bạn làm website về mã giảm giá này đó cực kỳ là tuyệt vời nhé và được rất nhiều những chuyên gia khuyến nghị bởi vì thứ nhất là cái dung lượng nó rất là nhẹ nhàng này cái thứ hai là nó thiết kế chuẩn seo này đó tốc độ nó rất là mượt nhanh nhẹ và tiếp theo là một phần tuyệt vời hơn đó nha nó sẽ được nó sẽ chỉnh sửa được nhé cực đến cực kỳ là chi tiết và rất là dễ dàng bạn có thể chỉnh sửa mọi phần rất là đơn giản thôi chỉ với những cái thao tác thôi click chuột thôi là các bạn để chỉnh sửa những cái phần ví dụ menu là sidebar rồi footer đó rất nhiều những cái phần và cái theme này rất là dễ dùng đó. thì mình recommend các bạn là các bạn lên sử dụng cái theme này thì bây giờ để cài đặt phần theme thì chúng ta sẽ vào phần giao diện này chúng ta kích vào phần giao diện thì chúng ta tiến hành thêm mới ở đây thì đây là team miễn phí, à, có bản miễn phí thì bạn có thể search ngay đây nhé Đó chính là Render press này, đây là cái team nó hiển thị ở đây Đó, bạn kích vào phần cài đặt Và sau đó chúng ta click phần kích hoạt để nó kích hoạt cái team ra lên Ok, khi kích hoạt team lên này thì bạn có thể ra xem này Đó, cái giao diện của Webstar nó đã được thay đổi đúng không? Đó. Và nhìn nó rất là nhẹ nhàng, tinh tế nhưng mà cái chức năng nó vô cùng tuyệt vời nhé các bạn có thể sửa được mọi phần nó có thể sửa được tất cả mọi phần ok sau khi chúng ta cài đặt team rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt những plugin plugin tức là những cái chức năng của website đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nói một vài chức năng và những cái plugin chúng ta cần dùng nhé. Đó. đầu tiên là về một cái plugin đó chính là plugin uh, Elementor đó. Đây mình sẽ lấy một ví dụ này mã giảm giá trong con này đó chúng ta sẽ sử dụng plugin Elementor và Elementor Pro để chúng ta có thể tạo được những cái uh, cái, cái cái bố cục ở đây nhé ví dụ như này à, nó sẽ có phần nhà cung cấp này những cái hình ảnh ở đây này đó dưới thì nó sẽ có những cái uh, phần uh, thông tin ở đây này, này và à làm sao để nó đưa những cái bài viết ra trang chủ như này đó thì à, plugin Elementor ấy nó sẽ giúp các bạn nhé nó sẽ giúp các bạn này đưa những cái uh, bố cục ra nó thiết kế web chỉ với những cái thao tác kéo và thả thôi kéo và thả rất là chuyên nghiệp và dễ dàng đó đó là plugin đầu tiên tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái plugin uh, menu icon đó đây này là plugin để nó sẽ tạo những cái icon ở đây này ví dụ như cái trang chủ nó có hình ngôi nhà này mã giảm giá này tin khuyến mại này hướng dẫn này đó thì nó là, là plugin menu icon à, tiếp theo một vài plugin nữa uh, về những cái phần như là uh, làm sao để nó tùy biến những cái phần nâng cao của team ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái add-on đặc biệt của cái team brand nhé ví dụ như là trong web mã giảm giá chúng con này cũng đang sử dụng cái uh, team gen generate press đó rất là tuyệt vời đúng không thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này đến chúng ta cái plugin đó thì ở đây những cái plugin của chúng ta nó sẽ có những cái bản free và những cái bản trả phí thì những cái bản trả phí thì bạn tham khảo cái đường link ở dưới phần mô tả nhé để các bạn uh, mua hàng đó có các bạn thể mua combo những cái plugin cần thiết để các bạn để xây dựng lên cái web mã giảm giá của chúng ta ở dưới phần mô tả đó, phiên bản combo rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần phần cài đặt plugin này sau khi bạn đặt hàng mua và thanh toán thì bạn sẽ nhận được những plugin thì chúng ta sẽ vào plugin này cài mới đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chúng ta cài đặt những cái plugin cần thiết ở đây đầu tiên là một plugin class editor nhé chúng ta cũng lên cài đó chính là plugin là giúp quá trình soạn thảo ta nó giống như word excel ấy bạn sẽ vào cài đặt nhé nó có tên là class editor nó được khuyến nghị ngay ở đây ngay ở phần uh, trang chủ của phần đấy cài đặt này chúng ta chưa vội kích hoạt nhé đến một lúc nữa thì chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt hàng loạt lên tiếp theo là một login Elementor các bạn ở thanh search để bạn tìm thấy mình là Elementor Đó. đây là một trong những login rất tuyệt vời để xây dựng website chỉ với trình kéo thả thôi và bây giờ nó đang có hơn 50 triệu à hơn 5 triệu được kích hoạt này Đó, bạn sẽ vào phần cài đặt này bạn sẽ tiến hành cài đặt bạn sẽ thế này cài đặt này và một vài cái plugin khác nhé đây đây là một cái trang mình đã làm demo mình dựng này thì mình sẽ cài một số plugin này đó Renspread Premium đây là plugin trả phí này à, menu icon này là một plugin miễn phí tức là chúng ta, nó giúp chúng ta tạo những cái icon của menu thì các bạn sẽ cài thêm những cái này vào đây chúng ta cài Elementor này nhé rồi, ô search thì bạn search cho mình phần menu icon này Vào đây nhá đây là cái cái menu icon này, bạn sẽ vào cài đặt này bạn Cài đặt này lên, thì mình sẽ hướng dẫn bạn này cài những cái plugin miễn phí trước Rồi, cài đặt menu icon rồi này, đó và Bây giờ nhé, chúng ta sẽ đến cài đặt những plugin trả phí. Thì bạn có thể tham khảo cái phần mô tả. Bạn mua riêng lẻ hoặc các bạn để mua combo những plugin với cái chi phí tối ưu đó. Đầu tiên là chúng ta cần một cái plugin giúp chỉnh sửa cái theme nó uh, tùy biến nó cao hơn. Nó uh, đây là một trong những cái theme mà rất là tuyệt vời nhé. Nó bản miễn phí cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà uh, bản nâng cao thì chúng ta có thể chỉnh sửa mọi phần và chỉ với những cú click chuột thôi. Đấy nó là cái điều tuyệt vời. Nó chỉnh sửa hết về màu sắc, công chữ. Đây, nó sẽ có phần tính năng cao cấp này bạn này click vào nhé thì bạn tham khảo đó đó chính là grandpress uh, premium đó thì nó sẽ có những tính năng cao cấp đó tính năng cao cấp này nó sẽ chỉnh sửa được rất nhiều rất nhiều những cái phần đây mình sẽ dịch sang tiếng việt cho bạn uh, uh, hiểu rõ hơn này tính năng ví dụ như là chỉnh sửa hay, uh, những cái phần như là các cột này các căn lề trái để phải màu sắc phông chữ này À, những cái bản demo này đó đấy là cái phần à, uh, nha, nhá thì đây này ví dụ như là bản uh, một năm là 59 đô này tất cả là tính năng cao cấp này thì đây nó là cái plugin dùng để add on vào đó hoặc là uh, bạn có thể thanh toán một lần này 249 đô này đó để sử dụng tính năng cao cấp này hoặc là bạn thể mua cái bản là uh, giá rẻ tiết kiệm nhá ở dưới phần mô tả thì mình để dưới phần mô tả cho các bạn đó để chúng ta sử dụng tính năng cao cấp và chúng ta sử dụng và chúng ta tùy biến được rất là nhiều vậy bây giờ nha chúng ta sẽ sử dụng những plugin trả phí sau khi mua thanh toán thì bạn sẽ tải được plugin và plugin trả phí thì chúng ta sẽ cài đặt bằng cách tải plugin lên chúng ta sẽ vào phần chọn tệp và đây là những cái plugin trả phí mà chúng ta sẽ sử dụng này đó đầu tiên là Elementor Pro đó giúp chúng ta mở này chúng ta có nhiều cái tùy chọn chỉnh sửa website chỉ với trang khác kéo tả hơn đó chính là Elementor Pro chúng ta sẽ cài đặt vào rồi chuyện mình chưa kích hoạt lên nhá tí để mà chúng ta đợi hết một lượt chúng ta kích hoạt lên tải login này chọn này cái thứ hai là uh, generate press premium nó thì nó sẽ có những chức năng tùy chỉnh của team một cách nâng cao hơn tuyệt vời hơn đó thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt cái Genevet uh, premium này rồi chúng ta chưa bộ kích hoạt lên nhé chúng ta sẽ đi tới cài đặt này tải login lên này, này chọn tệp này và chúng ta cài thêm cái đó nhé Z post up Z post này giúp chúng ta tạo những cái post up cho cái trang của chúng ta ví dụ nha mình sẽ vào cái trang mã làm giá com này mình sẽ vào trình duyệt ẩn danh này đây đây nha mình sẽ lướt qua một lượt và tí cái trang web này nó sẽ hiện lên một cái post up mình sẽ vào bài viết chẳng hạn này sau đó mình lại quay lại trang chủ này đây nha thì nó sẽ hiện lên những cái post up như vậy này đây này đó tham gia này shopee này đó thì cái post up này sẽ giúp chúng ta là à, chúng ta có thể gom những cái độc giả của chúng ta vào trong một cái group trên facebook ví dụ như là cái trang web mã giảm giá ai họ nào Đó là gom những bài đọc giả ta vào trong group Facebook và à, có những cái má nào giá gì, có những cái thông tin gì thì bạn có thể gửi trực tiếp đến cái người dùng, người đọc của chúng ta luôn. Đó, đó là một cái phần rất là tuyệt vời, đúng không? Đó. Hay là cái trang web demo của mình này. Đây, trang web demo mình dựng cho các bạn thấy này. Nó cũng tương tự mà má làm giá này, đó. Đó, có những cái bài viết này. Đấy, đấy và đây này. Đó, ví dụ như nó có một cái post hub nó hiện lên như này, đó thì uh, tham gia group thì chúng ta có thể gom nhóm những độc giả chúng ta vào và chúng ta gửi những thông tin đến họ đó chúng ta gia tăng cái tỷ lệ uh, uh, người click vào những cái đường link của chúng ta đó và chúng ta uh, cập nhật những mức giá dài hạn đó và chúng ta có thể kiếm tiền từ những cái người mua hàng online dài hạn thì đó là những cái chiến lược của chúng ta đấy thì uh, thì đây đây uh, z up này thì nó sẽ giúp ta tạo những cái post up như thế đó, đây cũng là một plugin trả phí nhá rồi cài đặt ok và bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt một loạt lên này thì bây giờ bạn sẽ vào phần đi tới cài đặt này plugin đã cài đặt này đó và bây giờ bạn sẽ tích hết vào những cái phần này cho mình Cái anti spam này nó thể kích hoạt sau Đấy, thì nó sẽ tích hết vào những cái phần này, này này và bây giờ bạn sẽ hành động tích vào phần này hành động này xem vào phần kích hoạt và chúng ta áp dụng đó chúng ta sẽ kích hoạt một lượt rồi đó chúng ta đã kích hoạt là hết những cái plugin cần thiết chúng ta lên rồi ok rất tuyệt vời đúng không là các bạn đã cài đặt sau những cái plugin cần thiết để chúng ta có thể xây dựng được một cái website về mã giảm giá của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp và tuyệt đẹp và giúp các bạn có thể kiếm tiền từ thiết bị liên kết một okay. cách lâu dài và bền vững rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần À là chúng ta sẽ đi chúng ta chỉnh sửa những cái uh, phần của trang web đó. thì đối với trang web ấy nó sẽ có những cái phần sau nó đầu tiên là cái phần đầu của website đấy. nó giống như con người ta nó, nó sẽ có phần đầu này, phần thân và phần chân. Đó. phần đầu của website thì nó sẽ gồm những cái gì? mình sẽ lấy cái máy giảm giá này nhé. nó sẽ gồm có logo này và menu đó, menu là có trang chủ này đó. đây là phần đầu của trang web đó. tiếp theo là phần thân của trang web thì nó sẽ uh, cung cấp là nổi bật tên những cái vé như là những cái chương trình uh, mua sắm này của những nhà cung cấp này. Tiếp theo là, a à, mỗi phần rất quan trọng, chúng ta nói nhiều phần lấy mã giảm giá, nhé, lấy mã giảm giá. Thì uh, phần tiếp theo, phần về phần thân, ấy, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta lấy cái mã giảm giá một cách cập nhật một cách tự động nó theo giờ, theo phút luôn, đó, cập nhật theo cách tự động. Đó. Những cái phiên bản trước thì để làm website, website mã giảm giá thì cái phần cập nhật những cái mã khuyến mãi, ta sẽ rất là mất thời gian. Ví dụ như trong web này chẳng hạn này, đó. Thì bây giờ chúng ta có một cách một công cụ nó tuyệt vời hơn nó giúp chúng ta cập nhật một mã giá một cách tự động theo dây luôn à, tiếp theo nó sẽ có phần à trong cái phần thân của trang web nhé nó có một cái phần nó gọi là sidebar ba tức là phần bên cạnh của website đây Đó chính là sidebar ba này thì còn nó có thể là tập hợp những cái bị chúng ta có thể để cái fanpage facebook ở đây này à, tiếp theo là những cái phần về uh, tin khuyến mại này nó những cái nổi bật này những ngày sale ví dụ sale shopee vào 10 tháng 10 11 tháng 11 này đó đó như là những cái phần này đấy và phần đương nhiên rồi phần nội dung đó phần thân chúng ta thì sẽ có nội dung này nó gồm tập hợp những bài viết này thì làm sao chúng ta đưa những bài viết ra trang chủ này đó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng Elementor pro để chúng ta có thể chỉnh sửa và cuối cùng của một trang web đó chính là phần thân à, phần phần chân nó giống như một người thì phần chân thì có thể là các bạn để cái phần giới thiệu của website của bạn này đó hoặc là như ở đây thì mình sẽ để những cái phần đường link cần thiết ví dụ giới thiệu này những cái đường link này mã giảm giá shopee mã giảm giá tiki lazada sen đỏ này những cái chuyên mục này và những cái bài viết đó thì đó là những cái những cái phần của cái một cái trang web của chúng ta đó và bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần một nhé đó đầu tiên ấy, trước khi làm thì chúng ta cần phải xây dựng cái nội dung cho cái trang web của chúng ta đó, xây dựng nội dung là gì xây dựng nội dung là những cái phần về trang và phần bài viết ở đây đó những phần về trang và phần bài viết thì để uh, làm cái phần trang các bạn sẽ quay trở lại đây này bạn sẽ vào phần trang, đó bạn sẽ vào phần thêm thêm mới. Chúng ta sẽ thêm mới những cái trang của chúng ta. Trang ấy nó sẽ là ví dụ đâu là một cái trang, ví dụ như là một cái website mã giảm giá như thế này. Thì cái trang nó sẽ là đầu tiên là trang chủ, trang chủ là một cái trang. Đó. Tiếp theo là những cái mã giảm giá này thì nó sẽ là những cái trang tiếp theo. Đây, nó sẽ là những trang. Ví dụ là trang Tiki nó là Tiki này, chẳng hạn này. Đó thì nó sẽ tập hợp tất cả những cái mã giảm giá của Tiki. Thì đó là về cái trang của Tiki đó. Hoặc là trang Shopee sang Lazada trong xe đỏ đấy. Đấy là trang. Cái số 2 đó là cái phần về phần bài viết. Ở à đây, đây chính là phần bài viết này. Đó, đây chính là phần bài viết này. Đó. Bài viết thì nó sẽ là nó, nó sẽ là phần bài viết thôi. Rất nhiều bạn hỏi là à, phần trang và phần bài viết thì nó khác nhau ở cái gì? Đó. Đầu tiên ấy, về phần trang trang và phần viết thì cơ bản các bạn hiểu nó cơ bản nó cũng giống nhau thôi nhưng mà trang thì nó là sử dụng những cái trang để làm những cái nội dung mà chúng ta ít thay đổi ấy. ví dụ như là phần giới thiệu này, phần à, những cái mã giảm giá này là chúng ta ít thay đổi còn phần bài viết là chúng ta để chúng ta viết bài mà chúng ta những cái nội dung mà chúng ta thường xuyên chúng ta cập nhật thì chúng ta sẽ sử dụng bài viết đó, đơn giản đấy thôi và có một còn một cái phần nữa đó như là phần danh mục đó danh mục tức là những cái phần gom nhóm tất cả những bài viết cùng chủ đề vào với nhau ví dụ như là danh mục tin khuyến mại này đó. thì nó sẽ gom nhóm những cái bài viết cùng chủ đề về tin khuyến mại lại với nhau đó hoặc là cái danh mục hướng dẫn này thì nó sẽ gom nhóm những cái bài viết uh, cùng chủ đề về hướng dẫn lại với nhau, đó đơn giản như thế thôi, rất đơn giản như vậy. Ok, đấy. Thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé đó, cách chúng ta đi tạo những cái nội dung cho cái trang web của chúng ta. Đầu tiên là về những phần trang. Phần tiếp theo là bây giờ nó sẽ đi đến chúng ta sẽ xây dựng những cái nội dung nhá. Ví dụ như đây này, đó những cái trang. Thì các bạn sẽ vào phần uh, đầu tiên là bạn sẽ vào phần trang này, thêm trang mới. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ tạo những cái trang của chúng ta ok đầu tiên chúng ta sẽ có trang chủ này lần lượt nhé các bạn tạo từng trang một này trang chủ đó tiếp theo thêm trang mới này những cái trang về mã giảm giá này mã giảm giá shopee mã giảm giá lazada này mã giảm giá tiki này đó thì bạn sẽ tạo những cái trang nhé thêm trang mới này thêm những cái trang về mã giảm giá thì các bạn học và các bạn thực hành theo luôn nhé các bạn vừa xem các bạn vừa thực hành Để khi các bạn theo dõi hết cái khóa học này là bạn có thể làm được một trang web mã giảm giá vô cùng chuyên nghiệp và tuyệt đẹp đó và giúp bạn có thể kiếm tiền với thứ liên kết bạn kích thêm vào phần mã giảm giá tiki này thêm những trang mới này ví dụ, dụ mã giảm giá shopee lazada này đó, chúng ta là chúng ta tạo những cái là lazada chúng ta tạo những trang đã tạo những trang và những cái tên đã sau đó chúng ta mới tiến hành chúng ta xây dựng những cái nội uh, dung của nó lên nó mã giảm giá sen đỏ này mã giảm giá sen đỏ ok sen đỏ mã giảm giá nguyễn kim này Nên chúng ta có những cái rất nhiều những cái sàn mà các bạn có thể tạo thêm. đó nguyễn kim nguyễn kim ok đó mình sẽ tạo cơ bản một vài cái này vì đầu tiên là về mã giảm giá đó cái tiếp theo là mình sẽ tạo thêm về phần tin khuyến mại và hướng dẫn cái này thì nó sẽ là phần chuyên mục nhé đó tức là nó sẽ gom nhóm những cái bài viết của chúng ta phần vừa rồi chúng ta tạo trang đó bây giờ phần này sẽ là tin khuyến mại này đó ok bạn sẽ vào phần thêm chuyên mục này rồi tin khuyến mại này có phần uh, hướng dẫn này thì bạn để theo phần hướng dẫn ok enter là nó sẽ tiến hành tạo những cái uh, trang và những cái uh, chuyên mục của chúng ta đó. Uh, tiếp theo là đến một cái phần đó nhà phần viết bài đây phần này cũng khá là quan trọng nhé đó. phần viết bài này tức là những cái phần như về những cái nội dung của chúng ta đây này đó, những cái nội dung của chúng ta đây này đó, thì cái phần này nó sẽ khá là quan trọng để uh, cung cấp thông tin cho khách hàng và đây nếu mà bạn nào mà À, tối ưu hóa về SEO đó tức là đưa những cái bài viết chúng ta lên top Google thì nó sẽ tăng cái lượt người truy cập vào website của chúng ta đó, từ đó thì à, chúng ta để à, kiếm tiền từ thiết bị liên kết đó ngay tuyệt vời hơn đó thì cái bán để học tập những cái trang web mã ở giá.com con nhé đó, chúng ta xây dựng những cái bài viết đây xây dựng những cái bài viết này thì bạn sẽ có bài viết thì nó sẽ có tiêu đề này tiếp theo là cái phần à, mô tả của bài viết nhé đó, cụ thể phần dưới này thì nó soạn thảo như là word Excel thôi thì bạn có thể à, À, ví dụ như đây mình sẽ muốn nhanh thì mình sẽ tạm thời mình sẽ copy cái bài viết ở bên này nhé. Đó, còn các bạn, các bạn lên các bạn tự xây dựng, đó, tự xây dựng những cái bài viết như thế này đó, để nó tối ưu hóa. Đây, ví dụ mình sẽ mượn tạm này, mình sẽ mượn tạm vào đây nhé. OK, đó thì nó sẽ ra cái bài viết của chúng ta ở đây. Nó sẽ ra cái bài viết đây này và một cái phần đó chính là phần uh, tiêu đề của bài viết. Đây, nó chính là phần, uh, uh, OK, phần phần uh, đây này ảnh đại diện của bài viết thì bạn có thể uh, mượn tạm ví dụ mình mượn tạm cái này mình để là ảnh bài viết này đó mà mình mượn tạm nhé, ok mình có thể mượn tạm này sau đó mình uh, đây kéo xuống dưới này và phần đặt ảnh đại diện này bạn kéo bạn thả vào nha thì bạn sẽ xây dựng những cái nội dung hướng dẫn xoay quanh cái chủ đề của bạn hoặc là bạn viết những cái bài review về những sản phẩm dịch vụ. Đó và ở đây nó sẽ là bài về hướng dẫn thì bạn sẽ tích ở phần hướng dẫn này và bạn sẽ vào phần đăng. Ở đây. Đó bây giờ nó sẽ có thể xem bài đăng này. Đó thì đây này chúng ta đã xem được cái bài đăng của chúng ta này. Đó. Bài viết rất là chuyên nghiệp và đẹp đúng không? Ok. Rồi. À, đấy là về cái phần bài viết nhá thì bạn có thể viết bài ở đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần đó không chúng ta sẽ tùy biến cái cái đầu của trong web này. Đó đầu của trong web này hiện tại các bạn để thấy này những cái uh, phần menu của chúng ta này nó khá là lộn xộn đúng không? thì bây giờ bạn sẽ tạo lại cái menu bạn quay trở lại đây menu chúng ta sắp xếp này, bạn sẽ vào phần uh, giao diện và nó sẽ có phần menu ở đây. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ tạo cái menu của chúng ta rồi menu thì các bạn uh, uh, bạn, bạn, bạn 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 sẽ vào bạn sẽ vào ở đây chúng ta sẽ đặt một cái tên thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ tạo cái menu uh, đầu tiên của chúng ta đó chúng ta sẽ đặt là menu chính này menu chính rồi ok và bây giờ chúng ta có thể sắp xếp được cái menu của chúng ta nhé mình đã kích vào phần tạo trình đơn này là mình đã tạo cái menu chính ok và bây giờ ở đây các bạn có thể sắp xếp được cái uh, cái, cái 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 trang chủ theo mong muốn ý muốn của bạn đó. ví dụ như trang chủ này nó có là trang chủ này mã giảm giá này đúng không trang chủ này mã giảm giá này tin khuyến mại này hướng dẫn này đó thì bây giờ mình sẽ sắp xếp cái trang chủ này nó sẽ tương tự như à, cái menu này đầu tiên là cái link trang chủ này thì chúng ta sẽ xóa đi này đó, chúng ta sẽ sắp xếp này đầu tiên là trang chủ à, cái xem page này thì không cần các bạn có thể xóa đi rồi à, bây giờ chúng ta có thể thứ nhất chúng ta có thể thêm những cái trang ở đây vào đó chúng ta có thể thêm những cái bài viết vào menu hoặc là chúng ta có thể thêm những cái liên kết tự tạo vào còn có thể thêm thêm những chuyên mục thì mình sẽ thêm hai chuyên mục vào nó là hướng dẫn và tin khuyến mại mình sẽ thêm vào cái menu của mình rồi rồi nó đã thêm vào đây rồi này mình đã sắp xếp được theo thứ tự nha à, tiếp theo về phần mã giảm giá này thì mình sẽ tổng hợp nó hết vào một cái cột đó thì mình sẽ vào cái phần đó nhỉ liên kết tự tạo đây mình kích vào đây và mình sẽ để cái liên kết tự tạo này là không là, là, là dấu thăng này tức là nó sẽ không có gì mã mình sẽ đặt nó là mã giảm giá đó đặt mã giảm giá này sửa rồi ok và mình sẽ thêm nó vào menu đây là một trong những cái hướng dẫn cực kỳ là chi tiết nha rồi chúng ta thêm vào và bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp những cái mã giảm giá anh ta vào nó sẽ thành cái chuyên mục con ở phía đằng sau ấy ví dụ như là những cái hay dùng ví dụ như là shopee là cái đầu tiên này tiki này lazada này nguyễn kim này sen đỏ này đó Xem đỏ này Ok Sau đó bạn sẽ lưu thay đổi lại nhé Lưu thành menu À rồi lưu thành menu Xong Có một phần rất quan trọng bạn phải tích là phần là Đây chính là cái menu chính Bạn sẽ tích phần menu chính ở đây Và bạn lưu lại Vậy bây giờ chúng ta có thể ra chúng ta xem lại cái menu chúng ta F5 này này một oh, bạn đó thì bạn để thấy này Đó Cái menu chúng ta nó đã đẹp như thế này rồi đúng không đó. Bây giờ nhé mình hướng dẫn các bạn nhé cách chúng ta thêm cái icon vào đây nó thêm những cái icon như này này, icon ngôi nhà cái này này, nó những cái icon này vào thì nó sẽ thêm kiểu gì? thì ở đây các bạn quay trực tiếp lại đây này và các bạn xỏ xuống cái phần này xuống đây, rồi nó sẽ có phần icon rồi này, nó bạn thể chọn được cái icon đấy nhé, nó bạn sẽ vào select ở đây và à, ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những icon, đó thì bạn sẽ search ví dụ như là trang chủ thì nó sẽ là home này, thì bạn sẽ tìm này, đây ví dụ home này, chọn này. Rồi xong về phần trang chủ nha Mình sẽ lưu thử lại cho các bạn xem Bây giờ mình sẽ F5 lại cái bên này Đó bạn thấy đấy không trang chủ đã có hình ngôi nhà đây rồi Tuyệt vời chưa Tiếp theo đến cái phần mã giảm giá chúng ta này Thế Nó xỏ xuống này Đó, Nó có phần select icon này Mã giảm giá thì nó sẽ là sale chẳng hạn Đó đây thì nó sẽ có rất nhiều icon nhé để các bạn có thể uh, chủ động các bạn lựa chọn các bạn tìm kiếm các bạn lựa chọn ở đây rất nhiều rất nhiều này rất nhiều này bạn để thấy cái nào nó phù hợp thì bạn có thể lựa chọn đó rất là nhiều này rất là nhiều và rất là đẹp đây ví dụ đây chẳng hạn này. đó ok mã làm giá này tiếp theo là phần uh, tin khuyến mại này tin khuyến mại thì đó là cái giỏ hàng chẳng hạn này thì chúng ta cũng sẽ lấy icon này chúng ta sẽ search là like, cart tức là cái giỏ hàng đấy thì nó sẽ có cái giỏ hàng này chọn được này đó hướng dẫn này hướng dẫn bên này nó là cái cái menu như thế này nó thể select icon này nó các bạn sẽ là menu cho mình đấy thì nó sẽ có luôn này chọn này ok bây giờ ta sẽ lưu lại chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ xem thành quả của chúng ta này một hai ba bùm đó các bạn thấy chưa những cái menu của chúng ta nó rất là đẹp rồi đó rất là đẹp rất đẹp đúng không? ok, đấy tiếp theo là đến cái phần logo của chúng ta sẽ thay ở đâu? logo chúng ta sẽ vào phần tùy biến này ở đây. Các bạn sẽ vào phần tùy biến ở phía trên này. rồi, thì để chỉnh sửa logo thì bạn sẽ cái ở phần nhận dạng sai này nhận dạng sai đây này đó thì chúng ta sẽ thêm những cái logo của chúng ta ở đây logo ở đây bạn sẽ vào phần chọn logo này và tải file lên thì bạn sẽ chọn cái logo thiết kế của bạn ra đó đây ví dụ mình có một cái phần đấy là logo ở đây này ok mình sẽ mượn tạm cái logo ở ở cái website đây chọn này bỏ cắt này ở à, đây thì chúng ta có thể thay đổi cái logo nhé đổi cái logo thành màu uh, logo màu đen ảnh uh, đây là ảnh những cái nhà cung cấp này đó ảnh những nhà luôn cung cấp này ảnh bài viết này ảnh logo này Rồi chúng ta sẽ chọn logo này Và các bạn có thể bỏ cắt nhé Thì nó sẽ hiển thị ra cái logo của chúng ta ở đây trên này Rồi à, Ok cái logo có thể nó hơi to Thì à, chúng ta có thể chỉnh nó nhỏ lại được nhé Đây các bạn có thể chỉnh nó nhỏ lại ở đây được này Đó chỉnh ở kích thước ở đây này Đó à, Phần à, ẩn tên các sai bạn kích vào đây nhé Thì sẽ ẩn cái chữ mã giảm giá đi nó, đấy, nó, nó sẽ còn lại cái logo của chúng ta ở trên này thôi Đó. Thì à, để kích thước khoảng độ 80 là cũng khá là ok rồi đó, mình để như là 90 này cũng khá là ok rồi này Đấy, chỉnh cho nhỏ đi rồi ok đó, tiếp theo là phần biểu tượng sai này chúng ta cũng có thể đặt cái biểu tượng sai của chúng ta nhé là cái chọn này biểu tượng sai là cái nhỏ nhỏ trên đầu website còn đó còn cũng có thể cắt cái biểu tượng sai đây này nó là cái nhỏ nhỏ phía trên trên góc trên của website này thì bạn cũng có thể uh, thiết kế một cái biểu tượng size ra. mình cũng có những video chi tiết hướng dẫn về thiết kế logo và những cái biểu tượng size này rồi nhé. bạn để tham khảo trên kênh youtube Richard Quang. Để bạn để tìm kiếm. OK. đó sau khi xong thì bạn để ở phần đăng này. bạn sẽ XD này. đó là chúng ta đã xong về cái phần logo này ở đây này. đó xong về cái phần logo và cái phần uh, đầu menu đó. Tiếp theo ở phần đầu menu này nó sẽ có cái phần đó nhỉ? À chúng ta phải chỉnh sửa được về cái phần kích à, cỡ chữ này. Những cái về phần, phần màu sắc của menu này chúng ta hoàn toàn để chỉnh sửa được hết nhé. Đó, khi các bạn cài cái uh, Genpress uh, add-on uh, premium rồi ấy, đó. Thì, uh, uh, thì 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 đây này, cái plugin ở phần chúng ta cài plugin trả phí thì chúng ta sẽ cái mức độ tùy chỉnh ra nó sẽ rất là cao. Mình sẽ đi luôn một số cái phần ở đây cho các bạn dễ đối với bạn nào muốn làm một cái blog thì bạn có thể dùng cái team này cũng rất là tuyệt vời nhé đấy mình sẽ đi hết những phần ở đây cho các bạn hiểu rõ đấy thì chúng ta sử dụng chúng ta tùy biến theo ý là nó nó dễ dàng đầu tiên là nhận dạng sai này tức là cái tên của website chúng ta và thay đổi logo đó là ở phần nhận dạng sai tiếp theo là phần bố cục ở đây phần bố cục này thì chúng ta có thể chỉnh sửa bố cục ở nhất là chúng ta có thể chỉnh sửa được chiều rộng của cái content nhé của cái nội dung của ta nhé chúng ta có thể chỉnh Chỉnh nó to hoặc nó bé nó header này nó header thì chúng ta có thể chỉnh sửa được cái header của chúng ta nhé Đấy, header ở đây trên này header tức là đầu menu chính này chúng ta cũng có thể chỉnh sửa được cái menu chính của chúng ta theo cái ý chúng ta mong muốn được hết nhá đó vị trí menu này trên dưới này đây, bạn này chỉnh sửa được nhá ví dụ ở dưới này đấy thì nó sẽ nó sẽ nhảy xuống dưới nhá đó trên này vì nó có thể là menu nó nhảy lên trên còn logo bên dưới này nó chỉnh sửa được hết rất nhiều những cái ý theo ý chúng ta mong muốn và đây là cái cái mặc định nhá cái mặc định của nó Đấy, cái mặc định của nó menu này hướng này menu tìm kiếm này bạn có thể bật cái menu tìm kiếm lên thì nó sẽ thêm cái uh, đây cái tìm kiếm của chúng ta ở đây đó bật cái này lên rồi đó là menu size 3 này size 3 thì chúng ta cũng có thể chỉnh được nhé đây đây chính là cái phần phần size 3 của chúng ta thì các bạn có thể để là nội dung này hoặc là sidebar này hoặc là nội dung sidebar này blog này sidebar tức là phần bên cạnh của cái website ở đấy thì nó sẽ có đầu tiên là nội dung của sidebar ở phần sidebar này size 3 ở blog này hoặc là sidebar bài viết này đó footer đây à, thì mình cũng nói luôn ở trong này đó là footer tức là phần chân của chúng ta thì bạn có thể chỉnh được cái chiều rộng của footer này à này, in head của footer này, bạn có thể chỉnh được số cái chân trang nhé. Ví dụ như là đối với website này thì nó sẽ có một cái chân trang thôi. đó. Còn ví dụ như là cái website rất nhiều website khác thì nó sẽ có, nó sẽ có nhiều cái chân trang. đây ví dụ như cái website này chẳng hạn này. Đấy thì nó có bốn cái chân trang nữa, thì chúng ta có thể chỉnh sửa được số số chân trang theo ý muốn của chúng ta. Đó, 1 2 4 5, 5 chân trang. Đó. Ví dụ mình muốn là có bốn cái chân trang thì chẳng hạn này. Đó. Tiếp theo là cái nút quay về đầu trang này. Đây bạn có thể bật nó lên nhé thì nó sẽ hiển thị cái nút quay về đầu trang đây. Đó. Rất chuyên nghiệp. Đó, đây là phần footer. Tiếp theo là phần blog này. Blog thì chúng ta có thể để là full content hoặc là tóm tắt nội dung. Đó. Thì uh, đấy là về phần uh, bố cục nhá. Tiếp về phần các màu. Đây, các màu nó cũng có thể chỉnh cực kỳ chi tiết ở các màu đó chỉnh cực kỳ chi tiết luôn từ màu body này tức là màu của cái chân này màu của header này đó màu header tức là màu phía trên này, này. chúng ta chỉnh hết nhá màu của menu chính này menu chính tìm kiếm này đó màu của những cái nút này Đấy, màu nội dung này màu của form này đó, màu của xe ba này, màu của fuster này, màu của đây này, back to top này, chỉnh được cả màu của cái cái cái, cái back top luôn, cực kỳ là nhiều phần đó. Tiếp theo về phần là uh, title typography typography là chúng ta có thể thêm được những cái phông chữ theo ý muốn của chúng ta. đó. phần cài đặt chung này thì uh, về cái phần uh, css này, phần menu này các bạn này tạo thêm menu này. Widget này. Đó, những cái phần widget của chúng ta thì nó sẽ có phần à, phải trái size ba rồi thì top các thứ đó. Phần cài đặt trang chủ này và phần uh, CSS bổ sung này, những cái phần này. Trong khi xong các bạn hiểu vào phần đăng và bạn sẽ x nó đi. Rồi, đấy thì uh, chúng nó thể chỉnh được rất 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 nhiều các phần đó. Đó là về cái phần đầu của trang web là đã tương đối là ok rồi đúng không? Tương đối là ok và ổn rồi, đó tiếp theo là đến cái phần thân của website đó hiện tại nhé, ví dụ chúng ta đang truy cập vào cái tên miền ta ví dụ như là trong web này là Thời trang ba miền con này thì nó sẽ hiển thị lên cái bài viết của chúng ta đó nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta làm được một cái trang web mà à, khi truy cập vào trang chủ thì nó hiển thị lên những cái mong muốn của chúng ta như thế này đó thì bây giờ chúng ta sẽ cần đặt cái trang chính của chúng ta là trang gì Nha. tức là bây giờ bạn sẽ có quyền là bạn đặt cái trang chính khi các bạn truy cập vào tên miền thời gian miền com hay là cái, cái tên miền của bạn ấy bạn muốn rất là xuất hiện ở trang gì có thể xuất hiện ở trang đấy thì để chỉnh cái này bạn sẽ vào phần bảng tin này đó bạn kéo xuống dưới bạn tìm đến cho mình cái phần đó chính là cài đặt cài đặt nha và bạn sẽ đến phần đọc rồi ở đây thì nó có phần bố cục trang chủ này nó chúng ta có thể kích vào phần chọn một trang tính và trang chủ chúng ta sẽ đặt là trang chủ chọn trang chủ là trang chủ nhé tức là phần này đơn giản là bạn muốn xuất hiện cái trang nào khi truy cập vào tên miền của bạn Nên là ra đầu tiên ấy thì bạn có thể lựa chọn đó ví dụ mình muốn là trang chủ nhé mình sẽ lưu thay đổi này bây giờ nha bây giờ mình vào này nó thì nó sẽ không xuất hiện bài viết nữa à đây thì nó sẽ xuất hiện là cái trang chủ của chúng ta các bạn thấy tuyệt vời chưa nó xuất hiện là trang chủ của chúng ta thì bây giờ chúng ta có thể bố cục cái trang chủ này theo ý muốn của chúng ta bằng blog in elementor nhé chỉ với thao tác kéo và thả thôi đó ok À, có một cái phần nữa đó là phần à, những cái tùy chọn nâng cao của chỉnh sửa team ở đây bạn sẽ kéo xuống này này nó sẽ có phần à, đây nó sẽ có phần đây này gen press phần giao diện nhé nó sẽ có phần có phần gen press gen press press này đó ở đây ok ở phần này chúng ta có thể bật thêm những cái chức năng theo ý chúng ta mong muốn ở đây tức là những cái chức năng nâng cao của cái team này đó tức là nó chỉ, nó sẽ chỉnh sửa được những cái phần nâng cao theo ý muốn của chúng ta từ những cái phần như là lên này nó chỉnh được lên này blog này bản quyền này đây là cái phần copyright này phần copyright ở phần dưới của cái trang web nhé đây này phần copyright ví dụ như này đó copyright này build bởi ai này đó thì chúng ta có thể chỉnh sửa được phần này thì các bạn cần phải nâng cấp lên cái bản là bản bản plugin uh, premium của cái team này thì nó sẽ chỉnh được rất nhiều những cái phần ở đây rất nhiều những cái phần ở đây đó thì chúng các bạn có thể active nó lên này active hết lên này ví dụ như mình đã có thể active hết lên kích hoạt hết tất cả những cái phần lên để chỉnh sửa website cho nó có mức độ tùy biến rất là cao nhé còn cái WooCommerce này thì là khi các bạn làm cái bán hàng nhé bạn để uh, uh, kích hoạt nó lên đó uh, đây này những cái phần ví dụ như là nhận dạng size này color là option này và tùy biến layout này nó bây giờ ấy, những cái, những cái tùy chọn của ta nó sẽ rất là cao cấp đây bây giờ nó sẽ quay trở lại cái phần này này thì các bạn để thấy những cái tùy chọn của bạn đấy nó sẽ nó sẽ tùy biến được nhiều các thứ hơn nhiều các thứ hơn đấy, ví dụ nhé mình sẽ quay trở lại đây nhé Đó, mình sẽ vào phần tùy biến này thì bây giờ cái tùy biến là nó 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 sâu hơn và nó nhiều phần hơn Đấy, ví dụ nhận dạng sai này những cái phần này nó vẫn sẽ tương tự như thế thôi đó, nhận dạng sai này bố cục này đấy nhưng mà bây giờ nó sẽ tùy biến được sâu hơn màu sắc này đấy typography này chữ này bạn có thể thêm những phông chữ theo mong muốn của bạn nhé ảnh lên này đó, bây giờ nó sẽ có thêm phần ảnh lên đó, ảnh lên ở đầu trang này menu chính này sub menu này menu phụ này sub menu phụ này nội dung này size ba này chân trang này cài đặt chung này cài đặt chung phần lại vừa nãy chúng ta cũng xem rồi menu này ok Quick này đó. và cài đặt trang chủ này đấy nó sẽ có những cái phần như thế thôi nó rất đơn giản đấy thôi đó chính là về cái phần uh, phần, phần, phần 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 chỉnh cái theme của chúng ta tùy chọn theme của chúng ta và chỉnh sửa phần đầu của cái trang web của chúng ta Phần tiếp theo là chúng ta sẽ đến chúng ta sẽ đi thiết kế cái trang chủ của chúng ta nhé. À thì làm thế nào chúng ta để tạo được những cái trang chủ của nó đẹp như thế này? Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chúng ta tạo những trang chủ đẹp như thế này chỉ với những thao tác kéo và thả thôi OK. Thì để trang chủ, sử dụng à, chỉnh sửa trang chủ ấy chúng ta sẽ uh, sử dụng một cái plugin uh, như thế này Elementor đó. Thì chúng ta đã cài đặt ở phần trước rồi. Đó, bây giờ bạn sẽ vào phần này chỉnh sửa trang này để các bạn có thể uh, chỉnh sửa được. OK. Rồi. À, đầu tiên là về cái phần chỉnh sửa trang của chúng ta thì đây là một một cái bố cục của cái một cái trang khi chúng ta chỉnh sửa này đó thì nhé à, hiện tại thì cái trang chủ đó là nó sẽ như thế này nó sẽ có này nó sẽ có tiêu đề này trang chủ này đúng không nó sẽ có cái sidebar bên cạnh này đó. đó thì bây giờ để chúng ta chỉnh cái trang chủ này thì chúng ta có thể tắt cái này đi các bạn để tắt cái trang chủ đi nhé và các bạn để tắt cái sidebar đi nhé thì a à, cái theme này nó, nó cái theme uh, Rain spread này nó sẽ giúp chúng ta chỉnh rất là dễ nó dễ rất là dễ ở đây đây này bán này ở đây này nó có phần bố cục nhé đối với là size 3 này uh, footer này size 3 này thì bạn này để mặc định hoặc là bạn này để tắt nó bạn này không có size 3 nhé mình có thể tắt này đi nhé đó. footer này tức là phần chân của trang tắt phần tử này bán này để tắt được top 3 này đầu trang này menu chính này menu phụ này ảnh đại diện này cái đề bài viết này chân trang này bạn này để tắt được những cái phần nào mà bạn thích đó đây là cái phần rất là tuyệt vời của cái theme này mình đánh giá cực kỳ tuyệt vời và tùy biến chỉ những cái thao tác click và chọn thôi đó. content này thì bạn để là chiều rộng đầy đủ này hoặc là content thay này đó. thì bạn để chỉnh được hoặc là chúng ta có thể chỉnh luôn ở phần thuộc tính trang này ở cái phần giao diện này bạn sẽ để cho mình nó nha Elementor full width nhé Elementor full width rồi đó. đó bạn sẽ vào phần cập nhật này cập nhật bây giờ nó sẽ f5 lại thử cái này nhá nó sẽ tắt đi cái phần trang chủ đấy nó sẽ tắt đi luôn cái phần trang chủ và cái phần uh, bên dưới này Đấy, nó chỉ có cái trang trống như này thôi đó còn bây giờ các bạn để lại chế độ bình thường nhé mẫu mặc định nhé cập nhật này Đấy, thì cái phần này nó sẽ cái phần này bên này nó sẽ xuất hiện ở bất kỳ những cái trang hay những bài viết nào đó chúng ta có thể làm được hết đó, ví dụ như vừa rồi mình đã tắt cái phần sai ba đi rồi nhé cái phần dưới này bây giờ mình có thể tắt phần tiêu đề ở đây này tắt phần từ này mình có thể tắt phần uh, tiêu đề này nhé yeah, mình tắt phần tiêu đề cho các bạn xem đăng à cập nhật Bây giờ ra F5 lại cho các bạn thấy này. Đó, nó mất luôn cả phần tiêu đề của chúng ta đi. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn này cách chúng ta đi chúng ta chỉnh sửa theo ý chúng ta muốn. Thì bây giờ bạn sẽ kích vào phần cho mình đó là phần sửa với Elementor. Đó. Sửa với Elementor. Thì Elementor là một trong những công cụ mà giúp bạn xây dựng mọi website chỉ với những cái thao tác kéo và thả thôi. Nó sẽ rất là dễ và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá này. Cực kỳ là dễ và hướng dẫn các bạn chi tiết luôn. Rồi đây thì đây là cái cái, cái giao diện của chúng ta này. Đó. Cái giao diện của chúng ta này. Đây ok. Đây là cái giao diện của chúng ta. Thì chỉnh sửa ở đây nó sẽ có này. Đầu tiên là nó sẽ có những thành phần. Elementor tiếng Việt dịch ra nó nghĩa là thành phần mà nó nó sẽ có những thành phần ví dụ như là ảnh này, bài viết này, văn bản này, nút này, video này, đó, để tạo ra một cái website thì bạn bạn bây giờ bạn chỉ cần thao tác bạn kéo từ bên này bạn thả sang bên này thôi đó ví dụ nhé mình sẽ thêm một cái phần đó chính là mình sẽ thêm cái cái chữ ra đây bên sang bên này nhé từ bên này sang bên này nhé đó chào các bạn này đó các bạn thấy không đó rất là dễ và chúng ta có thể căn chỉnh chỉnh sửa màu sắc theo ý của chúng ta được ở cái phần này đó là về cái phần tuyệt vời của cái 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 cái, cái công cụ này đó rất là tuyệt vời của Elementor đó và bây giờ mình sẽ tiến hành đi luôn vào cái phần đó là chúng ta sẽ chỉnh sửa và trong quá trình vừa chỉnh sửa các bạn vừa học luôn được đấy thì à, bây giờ mình sẽ làm một cái trang giống như trang mã giảm giá com này nhé đó. của chúng ta nên sẽ có những cái phần như nào đầu tiên nó sẽ có phần chữ này nhà cung cấp nổi bật này đúng không đó, nhà cung cấp nổi bật này đó. thì chúng ta có thể chỉnh được chúng ta sẽ thêm phần chữ vào đây ví dụ mình sẽ thêm chữ này và à, một một cái session này này xong mình sẽ thêm chữ này vào này và mình có thể chỉnh nó là nhà cung cấp nổi bật ở đây đó nhà cung cấp nổi bật à, tiếp theo là mình có thể chỉnh về cái phần màu sắc của chữ này thì mình sẽ mình sẽ mượn tạm về cái về cái phông màu bên này nhé thì để lấy phông màu của bất kỳ lấy cái mã màu của bất kỳ cái website nào bạn chỉ cần cài một công cụ cho mình đó là công cụ có tên là just color picker bạn lên google bạn search là just color picker bạn cài vào và giờ bạn sẽ đi lấy màu này bằng cách là bạn chỉ cần di chuyển đến cái phần của bạn muốn lấy màu nhé sau đó bạn nhấn phím an x đó thì nó sẽ ra cái mã màu ở đây bạn này copy bạn này quay trở lại đây bạn này chọn được cái màu nó tương tự như này luôn nhá rồi ok bạn thấy chưa màu giống chưa tuyệt vời nhá đó sau đó chúng ta vào phần title Graphy để bạn này chỉnh được cái cái kích thước của cái kích thước của cái 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 chữ của chúng ta đấy kích thước này đó bạn bạn đã chỉnh được rồi đúng không đó rất tuyệt vời đó bạn đã chỉnh được rồi và bây giờ chúng ta có thể thêm những cái ảnh theo mong muốn ta nhé. đây ví dụ đây có một hai ba bốn năm năm cái ảnh của những nhà cung cấp này và ba cái dòng đây này, này thì chúng ta cũng có thể thêm được những cái phần này vào cái trang web của chúng ta bằng công cụ này là bạn này kích vào đây nhé. bạn sẽ chọn một cái ô là ô có năm cột. đây ví dụ đây là ô này có năm cột một hai ba bốn năm rồi và bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái ảnh vào thì bạn sẽ kích vào đây này nó sẽ có phần hình ảnh này bạn sẽ kéo và bạn thả ra đây đó kéo và thả ra này đó đó là về phần hình ảnh. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ảnh ở uh, những nhà cung cấp của chúng ta, chúng ta có thể thêm vào thôi, chúng ta có thể lấy ảnh từ nhà cung cấp chúng ta thêm vào. Uh, bán để tải trực tiếp ở đây nhé, đó bán để tải mượn tải mượn tải trực tiếp này. Hoặc là mình để một cái file cung cấp những cái ảnh từ những nhà cung cấp này, đây, nó sẽ có những nhà cung cấp này của chúng ta này, đầy đủ ở đây này. Ví dụ đây là tôi là Shopee này, thì mình sẽ chọn Shopee này, mình có thể chèn nó vào rồi mình sẽ chèn vào ảnh vào này đó thì nó sẽ hiện shopee ra đây đó, nó sẽ hiện shopee ra đó hoặc là à, các bạn này tải ảnh ở bên kia cũng được nhé là ví dụ là mình sẽ chọn shopee này ok shopee rồi đấy shopee và bạn có thể gắn link cái đường link shopee ở đây đến ở phần này được này nó sẽ có phần đó chính là liên kết đó. bạn sẽ để là url tùy chỉnh thì bạn sẽ paste cái đường link ví dụ như ở đây thì nó sẽ là ở đây nó sẽ là đâu ok ở đây nó sẽ là kích vào đây này thì nó sẽ sang cái phần những cái mã giảm giá của shopee này nhận toàn bộ mã giảm giá shopee này thì chúng ta có thể thêm cái đường link của chúng ta ở đây thì chúng ta đã có cái trang đấy rồi chúng ta đã có trang đấy nhưng chúng ta chưa tạo nội dung trang này tất cả các trang này đây chúng ta đã có cái trang mã giảm giá shopee này đó. xem lại cái trang này thì tí chúng ta sẽ sử dụng đấy vì bây giờ bạn bạn cái copy cái này không tí chúng ta chỉnh sửa sau đó và bạn paste nó vào đây rồi paste vào đây và bạn tiếp vào đây này bạn có thể là mở cho một cửa sổ mới chẳng hạn rồi ok đấy là chúng ta đã xong về cái phần một cái hình ảnh của shopee này đó. bây giờ bạn à, làm tương tự với những nhà cung cấp khác thì bây giờ bạn chỉ cần chuột phải và bạn vào phần sao chép cho mình sau bạn vào phần dán ở đây nó sẽ sang luôn này nó dán này dán này, dán này, wow rất là dễ dàng đúng không? Và bây giờ nó chỉ cần đổi ảnh thôi. Ví dụ ảnh đây nó sẽ đổi là ảnh của Tiki này, chọn này Tiki này, đó chèn là bài viết này thì nó sẽ nhảy là Tiki cái hình này bên này tương tự này, nó sẽ nhảy tải nên này. Chúng ta sẽ thay của những nhà cung cấp khác này, ví dụ Lazada này, nó rất là đơn giản đúng không các bạn thấy không? Rất tuyệt vời. Các bạn xem và thực hành theo mình luôn nhá, vừa xem vừa thực hành. Là khi chúng ta xem xong là chúng ta sẽ có một website chuyên nghiệp và đẹp, vô cùng chuyên nghiệp và đẹp. Thì bạn sẽ tải lần lượt những cái ảnh lên này, Lazada này. Đó. Shopee, Lazada này chúng ta sẽ tải thêm những cái ảnh, ví dụ như là của Fasa này. Rất nhiều nhà cung cấp ở đây, bạn bạn này thêm theo ý các bạn được. Tải lên này. Fasa này rồi sen đỏ này sen đỏ này chen đấy thì bạn bạn đã thêm được rất nhiều những nhà cung cấp này ở dưới tương tự này chúng ta cũng tạo như thế và các bạn cũng sao chép này dán dán chúng ta thay đổi ảnh thế là được dán 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 ok chúng ta thay đổi ảnh thế là được đấy thì chúng ta thay đổi ảnh đó là được đấy. thì nó sẽ hiển thị ra rất nhiều những nhà cung cấp ở đây đó, và bạn, uh, bạn, bạn 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 thay đổi những cái ảnh của bạn thôi bạn vào đây này thay đổi ảnh và thay đổi đường link nhá nhớ cho mình là thay đổi ảnh và thay đổi cả đường link Nguyễn Kim này Yes 24 này chúng ta để tải lên cả hai cái luôn cho nhanh đấy thay đổi ảnh này thì bạn sẽ thay đổi hết ảnh ở đây rồi đấy làm sao để cho nó nó nhiều ảnh và thay đổi là cả đường link này nhé nhá Ví dụ như là Tiki thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trang uh, trang mã giảm giá của ti, của của Tiki chứ chúng ta Đấy thì là đường link này. Tí những cái trang này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta thiết kế từng cái trang một. Bây giờ chúng ta đang đi vào trang chủ. Đó. À, Tiki thì chúng ta click vào đây chúng ta thay đổi đường link đây này. Đấy, tương tự những nhà nhà cung cấp khác Lazada, Shopee, Laxstay S24. đây nhà cung cấp này Luxstay này, họ rất nhiều những nhà cung cấp ở đây thì bạn có thể thêm vào theo ý bạn mong muốn, đó bạn thêm cấu trúc của bạn vào, đấy thì bạn sẽ thấy được nó này, wow nó đã rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp rồi đúng không? đấy chúng ta có thể xem này, cập nhật lại nhá, sau khi xong thì bạn này cập nhật lại, nhé. xem nào, à đấy chúng ta đã có được một một chút chút rồi, đúng không? bạn này không? nó rất là đẹp rồi đúng không? đó, ok. À, một cái phần thì bạn có thể chỉnh sửa được cái tông màu nền nó tương tự như này được nhé chúng ta có thể lấy cái mã màu nền chúng ta sử dụng cụ là just color picker chúng ta lấy cái màu nền chúng ta nhấn phím là alt x cái phím alt x nó nó gần cái phím dấu cách các bạn đó xong đó bạn vào copy này bạn này chỉnh được cái màu nền của cái này được nha chỉnh được hết này, này tích vào đây này bạn sẽ lựa content này bạn sẽ để phần uh, full ở đây full ở đây đó và bạn này chỉnh được cái phần màu ở đây kiểu này màu cổ điển này chọn này ok màu đây các bạn phải để dấu thăng ở đằng trước nhé thì nó sẽ màu, màu nhạt hơn rồi phần dưới tương tự chúng ta copy cái màu đây chúng ta vào đây này chúng ta vào phần kiểu này màu cổ điển này chọn màu sắc này chúng ta pet cái mã màu nó ra thì nó sẽ có cái mã màu nó ra ở ngoài này chúng ta rất là dễ thôi pet này đó đó để bạn thấy đó, nó sẽ ra cái 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 màu của chúng ta cái màu của chúng ta ở đây nó và chúng ta có thể đây chúng ta có thể thêm một cái khoảng định ở đây cho nó cảm, nó nó đẹp hơn ok bạn để thấy này ok rồi chúng ta để xem cái trang ra ta đó. rất là đẹp đúng không đấy à ở phần trên này thì nó sẽ tự nhiên lại có thêm một vài cái cái cái, cái, cái ô sen lẫn ở đây này thì cái phần này chúng ta sẽ chỉnh lại ở cái phần sửa trang nhé sửa trang này và cái phần giao diện này để cho mình là Elementor full width này cập nhật rồi xem trang là bạn sẽ thấy ngay là nó ổn hơn đấy nó ổn nó đẹp hơn rất là nhiều đó là chúng ta đã xong về cái phần này này bây giờ kích vào phần shopee thì nó sẽ nhảy sang cái phần mã giảm giá của shopee nhé thì lý nữa chúng ta sẽ thiết kế từng cái mã giảm giá riêng của shopee tiki lazada sen như thế nào đó ok Bây giờ đến cái phần quan trọng đây, đó phần quan trọng đó gì? Phần quan trọng đó nhà chúng ta sẽ, à làm sao chúng ta làm được những cái mã giảm giá cập nhật tự động như thế này, đây này, đó, đó làm sao chúng ta làm được cái mã cập nhật tự động như thế này, đó thì rất đơn giản nhá, thì hiện nay nó đã có một công cụ của sàn asset trade để chúng ta có thể làm được cái những cái, cái phần mã giảm giá mà cập nhật tự động theo từng giây từng phút như thế này thì những cái bước mà các bạn cần làm là bước số 1 là các bạn cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản của AssetJay nhé thì các bạn truy cập vào cái đường link ở dưới phần mô tả đấy để để bạn đến đi AssetJ và các bạn đăng ký một tài khoản thì đây nó là một cái sàn dùng để chúng ta có thể làm thiết bị liên kết được đó thì các bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản nhé đó sau đó các bạn sẽ tiến hành các bạn đăng nhập vào trong cái trang quản trị của AssetJay vào đây này đây là vào cái phần chúng ta đã đăng nhập vào trong cái trang quản trị của trade rồi đó thì uh, sau khi đăng nhập vào trong quản trị bạn sẽ vào cho mình một cái phần đó nhà phần công cụ này và nó có phần đó là coupon, redemption đó phần này sẽ click vào đây ok thì bây giờ nó sẽ hiện ra những cái uh, cái 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 gì chúng ta có thể uh, lấy một cái đoạn mã html thì chúng ta có thể chèn vào trong web của chúng ta nhé thì ở đây nó sẽ có những cái nhà cung cấp này à uh, coupon này. Thì đầu tiên là uh, chúng ta sẽ chọn tất cả đi, bạn vào phần chọn tất cả này. Đó, chọn tất cả này, chọn tất cả những cái mã coupon ở đây. Và sau đó bạn sẽ vào phần tạo mã code kích ở đây. À ok, nó sẽ có một cái này là bạn chưa đăng ký uh, và chưa được phê duyệt uh, chiến dịch chạy ABU iOS này thì bạn có thể bỏ cái này đi nhá, bỏ cái này đi. Đó và chúng ta sẽ vào phần và tạo mã code ok thì nó sẽ hiện ra mã code này một cái là khi các bạn đăng ký tài khoản nhé thì bạn phải đăng ký tham gia vào những cái nhà cung cấp này nhé các bạn phải đăng ký và tham gia chương trình của shopee tiki lazada sendo shop này đây, đây là một số những cái mã giảm giá trong ngày hôm nay và bây giờ nó sẽ có một cái đoạn mã ở đây bây giờ chúng ta chỉ cần kích ở phần copy này copy cái đoạn này nhá rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái trang sửa với element này của chúng ta rồi ok và bây giờ mình muốn chèn cái đoạn mã giảm giá ở xuống dưới phần này bạn mình sẽ kích vào đây này chọn một cái phần ở đây này rồi và bây giờ trên này mình sẽ search là HTML đây nó sẽ ra một cái phần đó nhỉ HTML ở đây này HTML này kéo cái này bạn thả xuống này cho mình nhé rồi và bạn bây giờ bạn chỉ cần Ctrl V bạn paste cái phần uh, paste cái phần các bạn uh, copy ở phần Australia này đó bạn copy ở đây xong rồi quay bạn quay trở lại bạn paste ở đây Và các bạn thấy này đó nó nó ra cái phần tìm kiếm mã giảm giá theo link sản phẩm ở đây rồi này, wow các bạn thấy chưa, rất tuyệt vời đúng không? cực kỳ là tuyệt vời. đó, mình có thể cho này nó rộng hơn ra bằng cách là mình kích vào đây này, mình kích vào đây, sau đó mình sẽ vào phần uh, full ở đây, đó, thì nó sẽ rộng hơn, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ cập nhật những cái uh, mã giảm giá ở đây, đó, rất là chuyên nghiệp thì đẹp mình có thể cập nhật lại nhé, cập nhật này để chúng ta lưu và chúng ta có thể xem. thì nó sẽ hiển thị lên ok nó sẽ hiển thị lên những cái hàng giá chúng ta đây shopee này tiki này, lazada này sen đỏ này wow các bạn thấy chưa nó vô cùng chuyên nghiệp và rất là đẹp đúng không Đấy, bạn ấy thấy đây rồi đó đó là xong về cái phần khá là quan trọng cốt lõi của website chúng ta nói về phần mã giảm giá đó. nhắc lại từng bước thứ nhất là đăng ký tài khoản đó cái số 2 là vào phần công cụ này coupon này và các bạn sẽ chọn những cái nhà cung cấp của bạn và bạn sẽ lấy cái mã giảm giá của chúng ta đó tiếp tục trong cái phần này mã giảm giá này luôn thì mình sẽ hướng dẫn uh, uh, về cái phần uh, uh, lấy mã giảm giá cho từng cái trang thôi đó. cho từng cái trang thôi ví dụ này uh, mã giảm giá của shopee này đúng không đúng không đó thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần đó như chúng ta sẽ sửa trang này sửa trang rồi sửa trang đầu tiên là về phần giao diện thì chúng ta thể gọi là Elementor Full Width đi, chúng ta vào phần cập nhật này, đó. Bây giờ mình sẽ vào phần sửa với Elementor này để mình tạo ra một cái trang là chuyên cung cấp những cái mã giảm giá của Shopee thôi. Trang này chuyên cung cấp những mã làm giá của Shopee thôi. Thì nó sẽ hiển thị của chúng ta lên như thế này này, đó. Các bạn đợi một chút nó sẽ load cái này rồi, đó nó sẽ hiển, đầu tiên nó sẽ hiển thị ra như thế này và bây giờ chúng ta sẽ tạo này chúng ta sẽ có thể là cái trang mã giảm giá này mã giảm giá com này rồi chúng ta quay trở lại đây này nó có phần mã giảm giá shopee này bạn kích vào đây này rồi đó thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái trang gồm những cái mã giảm giá của shopee như thế này bằng cách là chúng ta sẽ quay trở ra cái trang đây, đây là cái trang chỉnh sửa mã giảm giá của Shopee nhá. đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái session như thế này, rồi nó sẽ gồm có hai phần này, à, hình ảnh này mình sẽ lưu tạo cái hình ảnh này về nhá, giảm giá Shopee này, đó mình sẽ lưu hình ảnh này này, quay trở lại đây mình click vào đây này, mình sẽ thêm lần ảnh ở đây này, tải lên này, mình sẽ chọn cái ảnh này này, chèn này, rồi mình có thể chỉnh sửa cho nó nhỏ lại nhá, bằng cách này kéo ở đây. Đó, cho nó nhỏ lại cho nó nhìn cho nó hợp mắt và nó phù hợp ấy. Ok, hợp mắt. Bên này thì mình sẽ để là phần trình trình sửa văn bản mình kéo sang này. Đó. Và mình sẽ đây. Đó, copy cái phần uh, mã giảm giá của tháng 11 này. Rồi mình paste ra đây. Đó, nó sẽ có phần này. à mã giảm giá Shopee tháng 11 2021 chẳng hạn Đó. Mã giảm giá Shopee tháng 11 2021. Ờ uh... À, về cái phần màu sắc này thì à, về cái phần này nhé, chúng ta sẽ có hai cách đầu tiên là chúng ta sẽ thêm một cái heading như này heading như này đầu tiên là mã làm giá đây chúng ta sẽ thêm mỗi một, một cái phần trước đó như là phần mã làm giá shopee này thì phần này chúng ta có thể chỉnh được cái màu chỉnh được cái màu chúng ta nhé đó, màu cho nó giống cái màu của shopee này chẳng hạn đó, thì các bạn lại sử dụng công cụ just color picker để bạn lấy cái màu lấy cái màu cho nó đẹp ví dụ mình lấy luôn cái màu này đi ok lấy màu giống giống của shopee này mình bây giờ mình quay trở lại đây mình đổi cái màu đây này rồi đấy nó khá là đẹp đúng không nó Làm giá shopee phần dưới mình có thể xóa đi rồi mình có thể thêm một cái trình chỉnh sửa văn bản ở đây và mình ở đây tổng hợp những mã giảm giá shopee này tháng 11 2021 này rồi đó thì nó đã, đây đó nó đã xong về cái phần đầu này rất là đẹp đúng không còn thấy không cực kỳ là đẹp và chuyên nghiệp ok chúng ta sẽ làm cái phần bên dưới chúng ta sẽ cộng một cái section ở đây đó và các bạn uh, tìm cho mình đó nhà phần html rồi bạn kéo, bạn kéo nó sang bên này đó bạn kéo sang bên này nhá bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái asset coupon này bạn bỏ hết những nhà cung cấp khác đi bạn chỉ để là shopee thôi đó bạn chỉ để là shopee thôi nó chỉ để là shopee thôi và bây giờ bạn sẽ click vào phần tạo đoạn code này ok thì nó sẽ ra đoạn này này chúng ta copy cái này này chúng ta quay trở lại cái trang quay trở lại trang này chúng ta chúng ta paste nó ra đây chúng ta quay trở lại cái trang này html này chúng ta paste nó ra chỗ này rồi đấy để tìm mã giá cho một sản phẩm cụ thể này bạn chỉ cần copy link dán vào đó là chúng ta đã có xong về cái phần một cái trang chuyên tổng hợp cái mã giảm giá của Shopee đó Shopee rất là chuyên nghiệp đúng không rất là chuyên nghiệp đúng không đó mình có thể chỉnh sửa cái màu nền của cái này này mình có thể chỉnh sửa cái màu nền của cái này cho nó thành màu màu này này ok copy này đó, thành cái màu như thế này cũng được ok layout thì cho full ở đây đó, cái trang này thì chuyên tổng hợp mã của Shopee. Mình sẽ cập nhật lại này. Tương tự nhá, Tiki chúng ta cũng làm tương tự như thế. Đấy, chúng ta có một cái trang chuyên tổng hợp mã giảm giá Shopee. Đó, có những cái mã giảm giá là lấy code này. Sao chép này thì nó sẽ nhảy sang đường link này. Có thấy không? Rất là tuyệt vời, đúng không? Rất nhiều những cái mã giảm giá của Shopee. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm luôn cái mã giảm giá của Tiki đi. Đó, ở đây vào đây các bạn sẽ vào phần sửa trang sửa trang nhé à, đây nó sẽ có phần à, giao diện ở đây này mặc định thì bạn để chọn này Elementor Full Width này các bạn sẽ vào phần cập nhật này rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào phần sửa với Elementor này sửa Elementor này đó và chúng ta có thể tạo một cái trang à, à, tương tự như trang Shopee này nhá đó và thay đổi cái phần uh, mã code chúng ta bằng cái uh, uh, của uh, Tiki thôi, nó rất đơn giản đấy thôi. À một cái phần rất là tuyệt vời nhé, là bạn có thể lưu lại cái trang mẫu này được này, bạn có thể lưu lại được là cộng vào đây này, uh, phần lưu này. Đây nó có phần giống như cái thẻ nhớ này bạn kích vào đây này, bạn ghi cái này là mã giảm dạ, giá này, dạ, bạn lưu lại này, bạn lưu lại cái mẫu này nha. Đó, bây giờ nha, bạn quay trở lại đây nhá, bạn để chèn cái mẫu đó vào cái trang mã giảm giá tiki của chúng ta xong là tí chúng ta chỉ cần sửa lại cái tên thôi là được nó tuyệt vời cái phần như vậy rồi bây giờ bạn sẽ vào cái phần ở đây này nó có phần mẫu này chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mẫu chúng ta có thể nhập này mẫu thư viện của bạn này nhập mẫu từ thư viện các bạn này quay về thư viện này mẫu của tôi này đấy chúng ta sẽ có phần mẫu này bạn sẽ kích phần này nhé bạn chèn nhé có nhé thì nó sẽ nhập luôn một cái mẫu mà đây cái mẫu sẵn của shopee vừa nãy đó nó tuyệt vời như thế mà à, đó bây giờ chúng ta chỉ cần sửa lại cái 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 mã làm giá ta của chúng ta thôi cái của chúng ta nó là tiki đúng không Tiki thì nó màu xanh này đúng không? Chúng ta tải lại cái này này, tải lại cái hình Tiki thôi này. Đó. Lưu lại cái hình của Tiki. Quay trở lại đây sửa lại thôi là được. Kích vào đây này, tải cái hình của Tiki lên. Chèn rồi. Ở phần này chúng ta sửa lại cái tên thôi, mã làm giá Tiki thắng mã làm giá của Tiki tháng 11 này. Đó, copy này. Mình muốn dùng nhanh thì mình sẽ tạm thời copy nhé. Đó. rồi mã giá này copy phần nội dung của thế giới này này đó nội dung ở dưới này này đó ví dụ như vậy đó mình có thể xóa vỡ những cái content nó không cần thiết đi cho nó gọn đấy đây cho nó gọn hơn này đó rất là dễ thôi xong rồi chúng ta cập nhật này và cái phần cốt của chúng ta ấy. cái phần cốt của chúng ta ấy. thì chúng ta chúng ta lấy cái phần cốt ở cái uh, asset tray này chúng ta chọn mỗi shopee thôi à xong mỗi tiki thôi tương tự như là lazada sen đỏ và lưu rồi sau đó bạn sẽ vào phần tạo mã cốt và đây bạn sẽ copy phần này bạn quay trở lại đây ok đây bạn paste ra đây bạn ôn này ra này thì bây giờ nó chỉ chỉ tập hợp những cái mã giảm giá của tiki thôi cập nhật rồi và bạn sẽ xem nhé nó chỉnh sửa nắn nót này thì cái này nó rất là dễ thôi bạn 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 chỉnh sửa nó nắn nót này là Đấy, nó sẽ có là danh sách những cái mã khuyến mại của tiki ở đây và bạn đợi cái trang này loát này thì hiện tại nó đang có 8 cái mã giảm giá của tiki và nó sẽ cập nhật theo từng ngày từng tháng đó và đó là đấy mình hướng dẫn các bạn nhé cơ bản về cái phần uh, tạo này nó tạo những cái phần uh, ở đây này rất là chuyên nghiệp đúng không? bây giờ chúng ta có thể chèn thêm những cái bài viết của chúng ta ra cái 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 đây ví dụ như cái này nhá thấy nó sẽ có phần này nó hướng dẫn này những cái bài viết của chúng ta ra ngoài này này chúng ta chèn vào đây thì rất đơn giản thôi bạn sẽ quay trở lại cái phần trang chủ của bạn thích ở phần sửa với Elementor này và bạn muốn thêm cái gì vào trang chủ theo ý muốn của ta thì các bạn hoàn toàn đều có thể các bạn làm được bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống phần dưới nha xuống phần dưới nha dưới xuống dưới ok xuống dưới mình sẽ kéo xuống phần dưới cái con chuột của mình nó đang bị hỏng cái bi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái ví dụ là hướng dẫn này chúng ta sẽ tập hợp những bài viết của chúng ta ra đây đó, ví dụ như là những cái hướng dẫn này hướng dẫn chẳng hạn đó các bạn hãy căn nó ra giữa nhé các bạn hãy chỉnh được cái màu của nó ví dụ như là chúng ta sẽ lấy cái màu này này copy này paste ra này nó hướng dẫn này chữ chúng ta có thể chỉnh to nhỏ theo tùy ý mong muốn của chúng ta và các bạn có thể thêm một cái phần bài viết của bạn vào đây à, bằng cách là các bạn kéo đây này nó sẽ có phần post này đó cái chức năng này là chúng ta sẽ sử dụng Elementor Pro nhé thì chúng ta mới có phần post này và nhiều chức năng khác này thì bạn sẽ chỉ cần bạn kéo bạn thả ở đây thôi rồi thì nó sẽ hiển thị ra những cái bài viết của chúng ta chúng ta sẽ để ở chế độ card đi nó sẽ đẹp hơn đó chế độ card như này này đó, hiện tại thì mình mình mới viết một bài viết thôi nên là nó mới chỉ có một bài viết ở đây thôi nó còn các bạn viết nhiều bài viết thì nó sẽ nó sẽ hiển thị như thế này này đó, nó sẽ có nhiều bài viết ra như thế này này đó rất là chuyên nghiệp như vậy rồi bạn bạn có thể chỉnh ở cái phần này đấy nhé bạn có thể chỉnh là à có bao nhiêu hàng bao nhiêu bài viết này ảnh này, có ảnh hay không này đó thêm cái uh, cho nó vừa chế độ vừa này đó tai title này, bán này để avatar này, avatar này tắt đi này, tắt cái avatar đi này, đó, đó, bán này chỉnh được rất nhiều nhé. À, phần uh, read more bán này chỉnh được đọc thêm này, đọc thêm này, xem thêm này, Chẳng hạn. Đó. xem thêm này, đó phần uh, phần này nhá chúng ta có thể là à chúng ta sẽ để là thì là để phần request này, chúng ta có thể để là bắn thể sâu ra ở phần này là trang này, trang đích này hoặc là bài viết này và chúng ta có thể sâu cụ thể chúng ta có thể sâu cụ thể uh, xem là chúng ta muốn đưa những bài viết thuộc những cái danh mục nào ra đây ví dụ như các bạn muốn đưa những bài viết uh, thuộc danh mục uh, uh, thuộc một danh mục uh, cụ thể nào đấy theo ngày giờ cụ thể nào đấy thì bạn có thể đưa nó ra đây đó đưa nó ra đây và bạn này để chế độ uh, đây này parama cái này tức là nó, giống như cái này nhé nó giống như cái này nhé đây mình sẽ coi các bạn xem này đây nó giống như cái này này nó sẽ này, này đó ví dụ bạn để là một hai này hay là lịch này thì chúng ta có thể uh, để nó ở cái phần này đây number này để number này Base limit này đó để để là như thế layout này thì màu sắc này Card này show limit này title này đây ok title này expert này còn expert nó có phần mô tả ngắn ở dưới này thì mình có thể tắt nó đi nhé mình sẽ để là mỗi cái tiêu đề thôi và có phần đọc thêm thôi. Đó, những cái bài viết của chúng ta ra như thế nào thì bạn có thể sâu nó ra ở đây, chỉnh sửa cực kỳ là dễ. Nó bạn lại xem này, đó rất chuyên nghiệp đúng không? và nó sẽ ra những cái phần mà bài viết của chúng ta, thì bạn sẽ cập nhật những cái bài viết của bạn vào thôi. Đó, đó là phần này mình đã hướng dẫn bạn về cái phần uh, thiết kế uh, trang chủ và những cái trang mã giảm giá của chúng ta ở đây. đó lấy những cái mã giảm giá cái tự động đó. Phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ thiết kế và chúng ta sẽ tùy chỉnh với phần chân của trang ấy. nó chân của trang và cái phần uh, wicket tức là phần bên cạnh của cái trang. Ok. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ đến chỉnh sửa nó chính là phần uh, footer và phần wicket. Đó, footer tức là chân của trang này và wicket tức là phần bên cạnh này, đó phần bên cạnh này nó sẽ như thế này. Đó thì làm sao chúng ta làm được như phần như thế này, rất đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này. À, đầu tiên để chỉnh sửa phần footer các bạn sẽ quay trở lại trang quản trị sau đó bạn tìm đến cho mình phần đó chính là phần giao diện này và kích cái, cái phần widget nhé đó, chúng ta sẽ chỉnh sửa poster và widget nó cùng ở phần này luôn ok đó thì hiện tại này cái phần này nó đang là cái 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 cái, cái, cái cái bản uh, tùy chỉnh mới ấy. đó mình mình không thích cái sử dụng cái này lắm thì chúng ta có thể quay về cái trình chỉnh, uh, chỉnh sửa cũ bằng cách là các bạn cài thêm một cái plugin đó chính là Fuser Classic nha bạn sẽ vào đây là bạn sẽ vào plugin này cài mới này cài thêm cái uh, Fuser Classic bạn chỉ cần search là Classic nó giống như cái Classic Editor này đó À, hay là cái cái quick get classic ấy. À, search là classic rồi nó sẽ có vào là classic quick get này nó cũng hơn à, uh, lửa triệu lực kích hoạt chúng ta thể kích hoạt cái này lên để chúng ta chỉnh sửa cho nó dễ ok chúng ta sẽ kích ở phần kích hoạt rồi bây giờ nó sẽ lại chúng ta f năm này lên nhé lại nhé đó đây này là bây giờ nó về cái phần này nó cho nó dễ dễ chỉnh sửa mình thích chỉnh bằng cái này đó. đầu tiên là cái phần uh, slide ba đấy slide ba tức là cái phần bên cạnh này nó ví dụ như đây nó, nó bên cạnh có shopee lazada sen đỏ nguyễn kim uh, các thứ này đó đây chính là về phần uh, uh, website uh, slide ba hay là website của chúng ta thì hiện tại hiện nay nhé, các bạn sẽ vào một cái phần bài viết chẳng hạn này đây này bạn sẽ vào một phần bài viết chẳng hạn đó thì đây nó sẽ có phần như là tìm kiếm này, uh, research post này, đây là những phần này thì chúng ta sẽ xóa đi, nó sẽ là ở đây. đây, chúng ta sẽ xóa những cái phần này đi, xóa và chúng ta sẽ thêm uh, những cái phần chúng ta mong muốn vào đây, rồi xóa, ok và chúng ta sẽ thêm những phần chúng ta mong muốn vào slide 3 này, uh, thì đầu tiên là đa số chúng ta sẽ thêm những cái ảnh, uh, những cái nhà cung cấp của chúng ta này, đây, ảnh này, đó. thêm ảnh này đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như này nhé. Đây, chúng ta sẽ thêm những ảnh ví dụ là Shopee này, lưu ảnh lại Shopee này. OK Shopee này, Tiki này. Mình sẽ làm một vài cái này nhé. Mình sẽ làm một vài cái thôi. Mình sẽ làm một vài cái ảnh thôi. Ở đây, đây các bạn thêm nhé, thêm ảnh này. Các bạn kéo cái ảnh vào. Rồi và bạn có thể thêm cái đường dẫn nhé, cái phần URL này. Bạn chúng có thể cho nó chuyển sang tổng hợp cái mã giảm giá Shopee của chúng ta để mã giảm báo nó có phần Shopee này bạn chuyển sang bạn lấy cái tổng hợp mã giảm giá Shopee này bạn paste ra đây okay, ok lưu thay đổi này Đó, hoàn thành này Đó. thì bạn sẽ thêm thêm lần lượt vào thì bây giờ khi chúng ta thêm xong ấy, thì khi chúng ta vào một cái bài viết bài viết bây giờ nhé chúng ta F5 lại nhé chúng ta F5 lại đó thì trên này chúng ta này chúng ta sẽ thấy chữ shopee chúng ta ở đây nó dần dần nhé các bạn cũng thêm tương tự những cái nhà cung cấp khác ví dụ là Shopee, Lazada, Tiki, Zalando, bạn thêm xuống đó, rất đơn giản đấy thôi. À, có một cái phần đó chính là cái phần này thì nó sẽ nó sẽ hơi to này. Bây giờ chúng ta có thể cho cái nội dung chúng ta to hơn nhé. thì chỉnh một cái tin này nó sẽ vào phần tùy biến này để chúng ta có thể chỉnh được. nó rất là dễ thôi. và phần quay trở lại phần tùy biến. rồi bạn sẽ kích vào cái này cho mình này. đây nó sẽ là phần phần chúng ta có thể thêm được hai kiểu thêm trực tiếp vào đây hoặc là chúng ta để thay đổi cái kích thước của cái các bạn sẽ vào phần bố cục này các bạn sẽ vào phần size 3 nhé đây bạn để chỉnh được cái chiều rộng này chiều rộng trái chiều rộng phải này bạn để chỉnh được đó đây chỉnh cho nó nhỏ đi đấy ví dụ như là cái này này đó, nó, nó, rất là nhỏ cái này thôi nó rất là nhỏ này thôi một góc nhỏ thôi thì nó để chỉnh nhỏ lại cho nội dung của chúng ta nó to hơn thì bạn có thể để cho 20% thôi chẳng hạn hoặc là trăm thôi chẳng hạn đó là nó nó sẽ nhỏ đi chỉnh rất dễ ở những cái phần này nhá cái theme này thì độ tùy biến cực kỳ cao chúng ta chỉnh mà tùy biến theo ý chúng ta mong muốn bây giờ chúng ta sẽ có thể x ra này và bạn sẽ thấy là cái shopee đi ta nó sẽ nhỏ đi nó nó sẽ nhỏ đi đó, và cái nội dung ta nó sẽ to lên đây đấy thì bây giờ bạn sẽ thêm những cái phần này shopee tiki đó, thêm ở cái phần này đó chính là phần VK size ba này nó bên nó sẽ có hai cái size ba trái và sai ba phải tức là bạn để thêm ở phía bên này hoặc là phía bên này tùy nó sai ba trái sai ba phải header, các phần đầu chúng ta footer đây footer chính là cái phần uh, chân của trang ấy thì chúng ta sẽ có những loại chân trang sau này uh, ví dụ như đây chúng ta sẽ có bốn chân trang một là chân trang giới thiệu này chân trang uh, tổng hợp những mã giảm giá này chân trang về phần uh, chuyên mục này và chân trang về phần uh, những cái bài bài giới thiệu chẳng hạn này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé chúng ta thêm từ cái chân trang đầu tiên là mình sẽ thêm phần chân trang giới thiệu thì để thêm mình sẽ quay trở lại đây này mình sẽ thêm là mình sẽ sử dụng văn bản để mình có thể thêm vào được. Đó, văn bản này mình thêm vào phần footer một này. Đó, mình sẽ vào phần thêm. rồi ở đây thì mình sẽ ghi là giới thiệu chẳng hạn là... rất dễ thôi giới thiệu giới thiệu. ok nội dung văn bản này mình paste ra mình sẽ lưu lại này hoàn thành này rồi mình sẽ ra mình xem thử lại cái chân trang của mình xem là nó ok chân trang số 1 ok rồi Đấy thì nó sẽ này này. Nó sẽ hiển thị ra cái chân trang số 1 này. Đó. Nó sẽ hiển thị ra cái chân trang số 1 ở đây. Đó là lần lượt là chân trang số 2, số 3, số 4 nhé. Chúng ta có thể đổi cái màu sắc của chân trang này nhá. Nếu mà các bạn muốn đổi màu sắc chân trang, bây giờ mình cứ thêm hết đã rồi mình đổi màu sắc sau nhá. À, bây giờ mình có thể thêm chân trang số 2 là à, tập hợp những cái à, chuyên mục này. Chuyên mục chân trang số 2 tức là chuyên mục. Chuyên mục này đó có thể là chuyên mục chuyên mục ok nút thay đổi này rồi hoàn thành chân trang số 3 mình có thể thêm những phần ví dụ như là những cái bài viết chẳng hạn bài viết mới nhất đây bài viết mới nhất này thêm vào chân trang số 3 thêm vào đó tiêu đề là bài viết mới nhất này mới nhất ok mình sẽ thêm vào và cuối cùng chân trang số 4 thì chúng ta cũng có thể thêm một cái phần gọi là menu menu vào Chân trang số 4 menu này tập hợp những cái mã giảm giá của chúng ta này menu mã giảm giá chẳng hạn mã giá. giá chân trang này thì mình menu này ok hoàn thành này rồi bạn để thế bạn xem cái chân trang của chúng ta Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây nó sẽ hiển thị này giới thiệu này chuyên mục này Đó, bài viết mới nhất này à, đây là về phần menu này. để để mà chỉnh cái phần menu đây nhé thì các bạn à, cần phải vào phần menu để bạn tạo một cái menu nữa để thêm vào được menu này mình có thể tạo một cái menu mới nó tạo menu mới này đặt tên là mã giảm giá đi mã giảm giá ok tạo trình đơn và cái menu này thì mình sẽ tập hợp những mã giảm giá vào thôi đây ok mà mã giảm giá này sẽ quay trở lại đây này Lazada, Shopee, Tiki chẳng hạn này vài cái ok thêm khoảng độ ba cái thôi cho nó đỡ nhiều ok này lưu này quay trở lại cái này này F5 lại nhá mình F5 lại toàn bộ cái này nhá và cái phần Hustle uh, 4 này đây bây giờ mã giảm giá kéo xuống menu thì mình sẽ chọn nên như là mã mã giảm giá rồi lưu thay đổi lại hoàn thành và bây giờ chúng ta sẽ đến xem lại cái phần menu của chúng ta xem nó đã thay đổi chưa đây bạn để thấy này menu này đó nó đã có này giới thiệu này chuyên mục này bài viết này nó làm giá này đó. bây giờ làm sao để chúng ta đổi cái màu của cái menu này và đổi cái nút ở dưới này thì nó sẽ vào phần tùy biến này nó rất là đơn giản đấy nhá tùy biến với cái Renderate Press này cực kỳ là dễ mình khuyên recommend là lên làm blog thì nên sử dụng cái theme này đó, rất tuyệt vời. Đó, đây này, ví dụ như đổi lại cái phần là copyright này, kích của đây này. này. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra về cái phần bản quyền này. Đó, ví dụ như cái phần bản quyền này đấy nó sẽ có này, ví dụ như made by mã làm giá này. Chẳng hạn chúng ta có thể thay đổi thành cái bản quyền này. Đấy thì nó sẽ thay đổi bản quyền. Đó, chân trang này. chân trang này, chúng ta có thể thay đổi được cái cái, cái 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 chân trang này nhá phần chân trang này nhá Nó thay đổi được này cụ thể là theo ý chúng ta mong muốn đều được đó Đây, phần chân trang nó sẽ có bốn chân trang này và phần này nó xuống một cái ấy hơn nữa thì bây giờ mình sẽ uh, sẽ sẽ vào phần uh, màu sắc màu sắc và chúng ta sẽ đến phần uh, màu sắc của uh, phần uh, footer 3 này Open này open này ok booster ba này đây đầu tiên là cái background background thì hiện tại đang là màu trắng đó. các bạn có thể chỉnh thấy cái màu các bạn mong muốn ở đây đây là cái phần về phần uh, dưới đít này đó đó phần dưới đít này chúng ta có thể chỉnh sửa lấy cái màu gì mà chúng ta mong muốn nhé ví dụ như là mình có thể học luôn ở cái bên này đi mình sẽ sử dụng một cái màu, một, một, cái màu này này ok mình sẽ cập nhật này copy này rồi mình sẽ sử dụng cái màu này À, mà màu này thì chúng ta cần phải đổi cái màu chữ nó thành màu trắng. Đó. Ok. À, văn bản này thì bạn để đổi thành màu trắng được nhá. Đó thì nó sẽ thành màu trắng này. Đó. Background văn bản này, link. Đây bạn hãy để đổi được cái link của chúng ta. Đó. Tiếp theo là đến cái phần đó nhà widget footer ở đây, phần này. Background chúng ta có thể đổi được. Background. Đây là mình sẽ sử mượn luôn cái màu này nhá sẽ đổi thành background này đấy thì nó sẽ thành cái background như này ok văn bản thì mình sẽ để là màu trắng cho nó dễ nhìn ok đó văn bản này màu trắng link đường link thì nó sẽ có hai kiểu một thứ nhất là à, đường link khi tự nhiên cái thứ hai đường link khi di chuột vào đấy đường link tự nhiên và đường link khi di chuyển vào thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa được nhé cái, cái ghét tai tổ này là cái phần là tai tổ này bạn có thể đổi được cái màu của cái ghét tai tổ nó linh tự nhiên này thì bạn có thể đổi được này bạn muốn nó là màu gì đó ví dụ như cũng muốn màu trắng là không muốn màu trắng muốn màu gì đấy tùy các bạn đó, ví dụ mình tham khảo ở bên này thì đây cái màu màu như này chẳng hạn này màu nó hơi uh, đây màu nó hơi uh, hơi có chút màu này thì các bạn sẽ di chuyển trượt đến này rồi bạn an x này để bạn lấy cái mã màu này này đó bạn quay trở lại đây nhé bạn thì mượn cái mã màu này đó có thể là nó không được nó không được uh, ok la lắm thì bạn sẽ và đây là cái màu link khi di chuột đến đó màu link khi di chuột đến ví dụ như là khi di chuột đến bạn muốn nó thành màu trắng đó thì nó có thể thành màu trắng được đó ví dụ mình mình ví dụ mình làm như thế này chẳng hạn và mình sẽ vào phần đăng ở đây chẳng hạn này rồi x ra này rồi đó, và chúng ta đã đấy, đi cùng nhau này đó mình đã hướng dẫn các bạn này cách tạo đó đấy chỉnh sửa lại phần uh, chân của trang nha và phần widget widget này nó sẽ ở những phần bài viết các bạn sẽ cập nhật thêm nhiều bài viết vào bạn và để thêm những đường link cụ thể vào đây shopee khi cứ vào shopee nó nhảy sang cái phần mã giảm giá shopee này tiki chúng ta cũng làm tương tự như thế nó từng cái phần một đó tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn bạn này cách chúng ta tạo ra cái post hấp nhá cái post hấp khi vào trang web là cái post hub để chúng ta à, ví dụ như đây chẳng hạn này nó sẽ có một những cái post hub chẳng hạn này. đó ví dụ như, nó vào những cái phần ví dụ như là mã giảm giá tiki này thì chút thì nó sẽ hiện lên một cái post hub để chúng ta có thể cho gom nhóm những cái uh, khán giả của ta đây đó ví dụ cái post hấp chẳng hạn này nó thể gom nhóm những khán giả của ta vào một cái group đấy chẳng hạn trên facebook đó. hoặc là vào cái messenger tự động để các bạn có thể uh, chăm sóc những cái khách hàng đó và cho người ta dùng mã giảm giá của ta đấy. Thì để tạo cái đấy thì nó sẽ sử dụng cái JetPot hub data này nha Bạn sẽ vào Start Update này Rồi Ok Cái up này thì là một plugin trả phí Đấy nó có phần JetPotHub này Rồi. Tạo cái JetPotHub bằng Elementor nhé à, Thì cái JetPotHub này là khi bạn mua trả phí thì bạn có thể xem được cái C uh, library tức là nó sẽ có những cái mẫu có sẵn cho các bạn Như là cái up này Nó sẽ có những cái mẫu thiết kế nhảy lên sẵn cho các bạn tùy vào những cái chúng ta mong muốn ví dụ như là chúng ta muốn post up về phần contact form này tức là khách hàng để lại các thông tin liên hệ cho chúng ta đó. hoặc là post up về phần content log này đó đấy content log này tức là phải đủ đồng ý điều khoản dịch vụ chúng ta thì mới xem được đó hoặc là cookie này đó hoặc là đếm ngược này Nhờ những cái post up về đếm ngược những cái chương trình sale chương trình khuyến mại này post up về uh, discount này, giảm giá này, đó lấy cái mã giảm giá này để kích thích người ta mua hàng này. Post up về uh, đây, ví dụ như ngày Black Friday sale này. Đó put up về uh, thông tin. Tức là hiện lên để thông báo thông tin này. Đó uh, put up về joyous này, đây đây, đó, joyous này. Post up về những cái chính sách bảo mật này. Post up về uh, đăng ký nhận bảng tin này. Đấy, put up này thì bạn uh, mua cái 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 bản này chuẩn nhé thì nó sẽ có sử dụng được cái cái template này, bạn chỉ cần kích vào phần install này, thì bạn có thể uh, uh, import được cái mẫu có sẵn này và bạn có thể chỉnh sửa lại hoặc là put up về e no này, đó, chỉnh sửa được về cái bản uh, người ta đi thiết kế sẵn. Các bạn mua cái bản giá rẻ nhá thông qua phần đường link ở bên dưới giá rẻ thì các bạn sẽ 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 không uh, có được nhé, không có sử dụng được cái uh, cái post up những cái template mẫu này, đó thì chúng ta sẽ cần tạo, tạo và uh, thủ công. Các bạn sẽ vào phần create a new product này, đó, uh, code up up ở đây, chúng ta sẽ đặt tên là tham gia, tham gia group chẳng hạn này, tham gia nhóm group, rồi, đó, bạn sẽ vào phần đăng này, thì bạn có thể tạo được những cái up rồi, ok. Sau khi uh, xong, thì bây giờ chúng ta sửa cái nhé. Những cái up này chúng ta để tạo bằng cách để chúng ta sử dụng Elementor để chúng ta tạo được nó nó tuyệt vời những cái phần như vậy thì đây đấy đây này các bạn đây này các bạn đây này các bạn, đây, các bạn có thể tạo được những cái up tùy theo cái mong muốn và cái yêu cầu của bạn ví dụ mình muốn tạo một cái up nó đơn giản như thế này thôi để mình hướng dẫn các bạn nhé đó không màu mè hoa lá nhiều thì đầu tiên chúng ta sẽ cộng vào đây này chúng ta sẽ có một cái section ở đây rồi chúng ta sẽ thêm vào đây chúng ta sẽ thêm cái tiêu đề tham gia group nghiện shopee này chẳng hạn này chúng ta sẽ chỉnh lại cái màu mình muốn để là màu đen rồi mình sẽ làm rất basic và đơn giản thôi để cho các bạn hiểu được cái chức năng chứ mình không đi sâu và tức là nó sẽ mất thời gian quá các bạn các bạn chỉ cần hiểu chức năng và các bạn có thể à sáng tạo theo cái ý các bạn mong muốn nó để cập nhật những cái mã giảm giá này đây thì phần này chúng ta sẽ cho phần sửa văn bản này đó rất dễ thôi căn trái căn phải căn trên căn dưới cực kỳ dễ không có vấn đề gì cả chỉnh sửa màu các thứ căn giữa này màu có thể cho nó hơi đen một chút này rồi đấy sau đó bạn có thể thêm một cái nút này để kêu hành động đó cái nút này thì bạn có thể uh, bạn có thể uh, bấm vào đây này hoặc là tham gia group này thì bạn để để cái liên kết uh, group facebook của bạn vào đây để cho người ta có thể join vào được uh, cái group của chúng ta Đấy. join vào được cái group của chúng ta Đấy, các bạn để thêm uh, thêm những cái icon vào các bạn này, bấm vào đây này nó tham gia ngay này chẳng hạn đó bạn để chỉnh sửa được cái post up của chúng ta theo cái màu mà chúng ta mong muốn ví dụ mình muốn cho nó thành màu đỏ đấy rồi đấy giống màu hơi giống màu Shopee này các bạn để cho nó thành cái hiệu ứng di chuột này kích vào nó có hiệu ứng di chuột này đó rồi đó và bạn có thể thêm những cái icon mạng xã hội vào đây này nếu để tên chữ Facebook ở đây chẳng hạn. Social, social. Đây, mạng xã hội này. Đó, mình có thể thêm vào đây. Và phần dưới này. Rồi, đấy. Một cái uh, put up cực kỳ đơn giản thế này thôi nhé. Yeah. Cực kỳ là đơn giản, dễ, dễ dàng, dễ thiết kế. Đó, sau đó xong thì bạn sẽ vào phần cập nhật này. Đi là cập nhật xong post up và bây giờ chúng ta có thể điều hướng cái pop-up này theo ý muốn chúng ta các bạn sẽ kích ở cái phần cài đặt này nhá rồi kích vào phần cài đặt này bạn sẽ vào phần là nó chính là phần setting đây setting thì chúng ta sẽ có thể hiện theo pop-up theo cái kiểu là fade này zoom in zoom out đây tức là đây là những cái hiệu ứng của pop-up. đấy nó sẽ hiệu ứng này ví dụ như người ta đang vào web của mình thì nó sẽ có một cái pop-up nó nhảy ra như thế này hoặc nhảy ra như thế này đó, hoặc là move như vậy có rất nhiều hiệu ứng và rất là đẹp đấy bạn này lựa chọn thì để cho người ta chú ý theo cái hiệu ứng của chúng ta Đấy, ví dụ mình thích cái này thì mình có thể dùng cái này đó ok uh, uh, tiếp theo là open event tức là à cái post up này nó xuất hiện theo cái ý chúng ta mong muốn là các bạn muốn theo ý như nào thì mình sẽ giới thiệu cái gái này tức là không được tùy chọn tức là đây chỉ tạo là chưa tùy chọn gì khi tải trang này tức là khi các bạn lốt cái trang cái thì cái bốt up của bạn nó sẽ tự động nó hiện lên nó thời gian uh, hoạt động và uh, sau này nó hoặc là cuộn trang sau à, bao nhiêu giây này tiến trình cuộn trang này ví dụ như là cuộn trang 10 phần trăm của trang thì phút hát nó sẽ được hiện lên này hoặc là thử thoát này tức là à khi người ta chuẩn bị thoát ra khỏi trang thì phút hát chúng ta nó sẽ nhảy lên đấy hoặc là đúng ngày này thì chúng ta có thể mở cái phút hát theo cái ngày ví dụ như là Black Friday nó thể mở cái Black Friday đó hoặc là kịp thời tức là à chúng ta có thể mở cái phút hát này theo cái ngày cụ thể đó hoặc là tùy ý cho chúng ta, đó, custom của chúng ta đấy thì ví dụ mình sẽ chọn là khi tải trang thì nó sẽ hiện thị hiển thị ra cái pop-up này này đó, mở chấm trễ này à, một này chẳng hạn này tính năng cuộn trang này hiển thị một lần này tải nội dung này ok bây giờ nó sẽ đến phần đó nhỉ điều kiện hiển thị ok bạn sẽ kích vào phần người uh, quản lý ở đây và bạn sẽ chọn thêm phần điều kiện quản lý uh, điều kiện hiển thị này đó thì uh, đây có thể dịch sang tiếng việt nhá ok đó đây nó sẽ có một cái phần đó chính là hiển thị ở tất cả này thì bạn sẽ lưu cái điều kiện này lại này ok lưu cái điều kiện này lại nhá lưu cái này lại nhá ok đó thì bây giờ khi nó lốt cái trang của chúng ta này nó sẽ hiển thị ra cái post hấp nha mình có thể demo thử cho các bạn thấy này ok bạn hãy thể vào cái trang này vào trang một chút ok xem một cái một số bài này Đấy thì khi tải trang này thì nó sẽ hiển thị lên như thế này này nhá. Đó, đây này. Bây giờ mình sẽ vào một cái khác chẳng hạn này. Vào một cái khác này. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra, đó tham gia group các thứ của chúng ta. Đó thì đó là tổng quan đó. Mình đã hướng dẫn các bạn này chi tiết từng cái bước một mà các bạn để tạo được một cái website về mã giảm giá nhé. Các bạn đã nắm được quy trình rồi. Đó, có một số bạn thì vẫn đang xem và chưa thực hành. Thế thì bây giờ các bạn hãy bắt đầu các bạn uh, triển khai các bạn ngồi các bạn thực hành và bạn xây dựng cho bạn một cái website về mã giảm giá vô cùng chuyên nghiệp và tuyệt đẹp như này để chúng ta có thể kiếm tiền với lại thiết à, à, tiếp thị liên kết à, một cách rất là chuyên nghiệp đó và bây giờ cái công việc của bạn ấy khi bạn xây dựng xong website rồi thì công việc của bạn là bây giờ bạn sẽ làm sao bạn để kéo được thật nhiều những cái traffic tức là làm sao để chúng ta có thật nhiều những cái người dùng đó có thể truy cập vào website của chúng ta đó thì cái phần đó thì mình sẽ có hướng dẫn chi tiết trong một cái khóa học bạn này tham khảo khóa học ở dưới phần mô tả và À, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình trong một thời gian rất là dài để chúng ta có thể hoàn thiện được một cái trang web là vì à, cập nhật mã giảm giá một cách tự động à, vô cùng chuyên nghiệp và tuyệt đẹp đó. Nếu mà các bạn nhận được cái, cái giá trị từ cái video này của mình thì bạn có thể à, comment một cái lời cảm ơn ở phía bên dưới thì mình có thể à, có động lực đó mình làm ra những cái nội dung hữu ích và chất lượng hơn nữa. Ok đấy thì cái video cái bài học này mình sẽ được kết thúc tại đây và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé bởi vì mình sẽ trở lại với rất nhiều những cái video chất lượng hơn nữa. Chào Tạm biệt, chúc bạn thành công.